Chúng ta gây nên ác nghiệp rồi cầu Phật Bồ Tát tha thứ, cầu Phật Bồ Tát giúp chúng ta cải thiện, cái đó không chắc ăn. Vì sao? Những gì chúng ta gặp được trong cuộc đời mình không phải do Phật Bồ Tát an bài, chẳng can hệ gì đến các ngài, mà liên quan đến khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chính bản thân mình. Phật đã nói rất rõ ràng, cặn kẽ. Sau đó nói với chúng ta, bạn phải chịu trách nhiệm đối với bản thân mình 100%. Chúng ta gây nên ác nghiệp rồi cầu Phật Bồ Tát tha thứ, cầu Phật Bồ Tát giúp chúng ta cải thiện, cái đó không chắc ăn. Vì sao? Những gì chúng ta gặp được trong cuộc đời mình không phải do Phật Bồ Tát an bài, chẳng can hệ gì đến các ngài, mà liên quan đến khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chính bản thân mình. Phật đã nói rất rõ ràng, cặn kẽ. Sau đó nói với chúng ta, bạn phải chịu trách nhiệm đối với bản thân mình 100%. Chúng ta gây nên ác nghiệp rồi cầu Phật Bồ Tát tha thứ, cầu Phật Bồ Tát giúp chúng ta cải thiện, cái đó không chắc ăn. Vì sao? Những gì chúng ta gặp được trong cuộc đời mình không phải do Phật Bồ Tát an bài, chẳng can hệ gì đến các ngài, mà liên quan đến khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chính bản thân mình. Phật đã nói rất rõ ràng, cặn kẽ. Sau đó nói với chúng ta, bạn phải chịu trách nhiệm đối với bản thân mình 100%. Vì thế học Phật rồi, chúng ta phải hiểu cho thấu đáo đạo lý này, liễu giải được chân tướng sự thật, chúng ta khởi tâm động niệm là thiện, tuyệt không ngợi có ác niệm. Chúng ta thật sự chuyển đổi được cảnh giới. Xã hội ngày nay 100% ứng với tất cả nghiệp báo mặt của thánh tiên hiền. Đã nói, ngay cả những người giàu có, quý nhưng bất an, giàu mà không vui, bạn nói xem thế còn ý nghĩa gì nữa? Nguyên nhân do đâu? Do ý niệm bất thiện. Ý niệm từ đâu sanh ra? Từ tự tư tự lợi. Tổ tiên và chúng ta có sự liên hệ thân thiết, không thể tách rời. Nhờ có tổ tiên trong quá khứ mới có chúng ta ngày hôm nay. Huống hồ tổ tiên đã để lại cho chúng ta những trí huệ và kinh nghiệm quý báu, chỉ dẫn cho chúng ta hướng đi của cuộc đời. Ân đức này thật là to lớn. Tổ tiên của các dân tộc trên thế giới và các vị thánh hiền trong các tôn giáo đều dạy cho chúng ta giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền. Bốn loại giáo dục toàn cầu này cực kỳ quan trọng đối với sự tịnh hóa nhân tâm và hài hòa xã hội. Do đó chúng ta phải nghiêm túc học tập. Trong bốn loại giáo dục toàn cầu này, giáo dục nhân quả đặc biệt quan trọng đối với việc sửa đổi thế đạo nhân tâm. Tuy nhiên, đây là loại hình giáo dục bị lơ là nhất trong xã hội. Vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự bất an động loạn trong xã hội hiện nay. Cho nên hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này giảng về giáo dục nhân quả. Cả hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây đều có nói về quy luật nhân quả. Do thời gian có hạn, tôi chỉ có thể giới thiệu một cách ngắn gọn về quy luật nhân quả. Thứ nhất, nhân và quả tương ưng với nhau. Tính chất của nhân quả là tương đồng. Trồng thiện nhân nhất định sẽ có quả báo thiện, gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác, không hề lẫn lộn. Bộ lịch sử cổ nhất ở Trung Quốc là sách Thượng Thư có viết:
Người có lòng nhân ái ắt sẽ gặp điều may, kẻ thích việc xấu xa ắt gặp sự hung hiểm. Như bóng đi theo hình, như tiếng vọng theo âm. Tương tự như vậy trong sách Châm Ngôn Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có vậy: hòa quảng đi theo kẻ ác, nghĩ nhân sẽ được thiện báo. Trong sách Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo cũng có nói: người nhân nghĩa không gặp quả hại, kẻ ác thì chịu đầy tai ách. Trong sách Mahabharata của Ấn Độ giáo có nói: không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả. Kinh Koran của Hồi giáo nói: người hành thiện tự sẽ được lợi ích, kẻ làm ác tự sẽ thọ họa hại. Thứ hai, trải qua thời gian mới kết thành quả. Từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian. Giống như gieo hạt giống, sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây, rồi mới ra hoa kết trái, không thể lập tức có quả ngay được. Cùng một đạo lý như vậy, khi người làm điều thiện hay điều ác, không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo, bắt buộc phải trải qua một thời gian tương đối dài thì quả báo mới hiện rõ. Rất nhiều người không tin nhân quả là vì không hiểu rõ nguyên lý này. Người ta thường nhìn thấy người tốt không được quả báo tốt, còn người ác thì không bị quả báo xấu. Thậm chí là người tốt còn bị quả báo xấu, trong khi người ác lại được hưởng điều tốt. Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng. Kỳ thực đây chỉ là cái nhìn tiễn cận của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn một phạm vi thời gian dài hơn, vài năm hoặc mấy mươi năm, thì sẽ thấy rất rõ ràng nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên có câu: không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thiện ác đến sau cùng đều có quả báo, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Như tôi đã từng đề cập, có một số người tốt lại gặp chuyện không may. Kỳ thực đó là vì ác nhân mà trước đây họ gieo nó đã chín mùi trước rồi, cho nên họ nhận quả báo xấu trước. Con người làm ác lại được điều tốt đẹp là vì nhân thiện mà họ đã gieo trước đây, trổ quả trước, nên họ hưởng quả báo tốt trước. Trải qua một thời gian, sau khi những nghiệp báo cũ đã tiêu tan hết rồi, nghiệp báo mới sẽ hiện tiền. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nhân và quả thật sự là tương ưng. Đầu thế kỷ trước, ở Thượng Hải có một người rất giàu có, thích bố thí hành thiện, làm rất nhiều việc từ thiện. Nhưng đến lúc lâm chung rất là thống khổ, sau khi chết cũng bị đọa vào nơi không tốt. Mọi người nhìn thấy thì hoài nghi nhân quả báo ứng có sai sót. Sau đó phát hiện người nhà giàu này lúc sanh tiền làm quan trong triều đình, ông đã từng tham ô tiền triều đình, chẩn tay cứu dân bị đói, khiến cho rất nhiều người dân dùng thiên tai chịu bất hạnh chết vì đói. Ác nghiệp này vô cùng nặng, nên những việc làm từ thiện của ông sau này không thể đào bù đắp nổi. Đến khi ông ta lâm chung, ác nghiệp đã chín mùi, cho nên đã sản sinh ra báo ác. Thứ ba, nghiệp lực bất hoại, nhân đã gieo không bao giờ hư hoại. Cho dù trải qua thời gian bao lâu thì cũng phải có lúc nó sẽ kết thành quả. Sau khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác, cái nhân thiện ác hay còn gọi là chủng tử vẫn còn lưu lại ở trong tâm, không bị biến mất nửa chừng. Nghiệp thiện và ác cũng không thể triệt tiêu nhau, nhất định phải đến khi kết thành quả báo thiện ác,
thì nghiệp lực này mới tiêu mất. Trong kinh Đại Bảo Tích của nhà Phật có câu: dù cho trải qua trăm kiếp thì những nghiệp đã tạo cũng không mất, khi gặp nhân duyên thì cũng phải nhận chịu quả báo. Cho nên chỉ cần chúng ta còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng. Những việc thiện ác đã tạo ra giống như trò chơi boomerang vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở về lại với chúng ta. Trong thánh vịnh tập của Thiên Chúa Giáo có dạy: những hành vi hung ác sẽ trở về lại chính chúng ta, sự hung bạo của một người sẽ giáng xuống đầu của chính họ. Trong Châm Ngôn và Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc Giáo có câu: kẻ ác sẽ bị chính sự ác nghiệp của mình bủa dây bắt giữ, tội ác do họ làm ra như sợi dây thừng sẽ quấn chặt lấy họ. Sách La Mã Thư Hòa Hợp Bản có câu: dựa trên hành vi của mỗi người mà Thượng Đế sẽ có sự đáp trả. Trong Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái Giáo có câu: kẻ đào đào hố, kẻ đó tất sẽ tự rớt vào. Kẻ đào lăn đá, tảng đá sẽ lăn lên trên thân thể của kẻ đó. Trong Kinh Pháp Cú của Phật Giáo có câu: với tâm ý ô nhiễm, lời nói hay hành động khổ não bước theo sau, tựa như cái bánh xe theo chân con vật kéo. Và câu: với tâm ý thanh tịnh, lời nói hay hành động an vui bước theo sau, như bóng không rời hình. Trong Kinh Ha Ga Văn của Ấn Độ Giáo có dạy: ai ai cũng phải chịu hậu quả từ chính hành vi của mình. Thứ tư là biến dị nhi thục, tức là từ lúc gieo nhân cho đến khi hái quả sẽ có sự thay đổi về mức độ hậu quả. Thiện nghiệp và ác nghiệp không thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Những thiện nghiệp mình tạo sau này sẽ được cộng vào nhân thiện mình đã gieo trước đây. Chúng có thể ức chế nhân ác đã gieo trước đó. Cũng như đối với ác nghiệp, sau khi đã gieo nhân ác, nếu như vẫn tiếp tục tạo ác, cái nhân ác này tương lai kết thành quả ác sẽ còn nặng nề hơn trước. Ngược lại, nếu như sau khi tạo ác, người đó nỗ lực hành thiện tích đức thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhận ác quả trong tương lai. Cũng như vậy, sau khi gieo nhân thiện, nếu như tiếp tục tu thiện, thiện quả sẽ càng tốt đẹp. Còn nếu như tạo ác thì sẽ ảnh hưởng xấu lên thiện quả. Chính vì sự ảnh hưởng qua lại của nhân thiện và nhân ác, nên vận mệnh của con người có thể thay đổi được. Cũng như trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo có nói: nếu như trong quá khứ đã từng làm chuyện ác, sau biết hối cải, bỏ việc ác không làm, một lòng hành thiện, không bao lâu những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến. Đó là chuyển hòa thành phúc. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1600 Tây Lịch là lời dạy của Viên Liễu Phàm tiên sinh. Ông đã tường thuật một cách tường tận nguyên lý và quá trình ông chuyển đổi vận mạng, là một cuốn sách tuyệt vời. Số mạng của ông vốn là không có công danh, cũng không có con kế tục. Thông qua quá trình nỗ lực sửa lỗi tu thiện, sau cùng ông đã thi đậu công danh và có con nối dõi. Thậm chí tuổi thọ của mình từ 53 tuổi kéo dài đến 74 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian đó, có một vị tiên sinh khác tên là Du Tịnh Ý. Ông rất có tài, trước mặt mọi người ông làm rất nhiều việc thiện, nhưng lời nói của ông không tốt, đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng. Kết quả vận số của ông càng ngày càng xấu, không những không thi đậu công danh, mà bốn người con trai và ba người con gái của ông đều chết yểu,
đứa con trai còn lại của ông thì đi lạc không trở về. Vợ ông vì khóc lóc đau thương đến nỗi mù cả đôi mắt. Còn lại đứa con gái duy nhất thì bị bệnh thần kinh. Gia đình lâm vào cảnh không kế sanh nhai. Sau đó ông được táo thần chỉ ra lỗi sai. Toàn là do ý ác của ông quá nặng. Ông làm việc thiện không phải là thật lòng làm. Do đó ông đã hết lòng hối cải lỗi của mình, thật tâm tu thiện. Trong vòng 3 năm số mạng của ông đã có thay đổi lớn. Ông đã thi đậu được công danh, tìm lại được con trai. Mắt của vợ ông sáng trở lại. Tất cả người trong nhà đều an hưởng cuộc sống phước thọ khang ninh. Một trong những vị đồng hương của ông đã ghi chép lại câu chuyện này thành cuốn Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, nhằm để cảnh tỉnh người đời sau. Câu chuyện này phù hợp với lời trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói: phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Mỗi ngày làm ba điều thiện này, 3 năm sau trời sẽ giáng phúc cho. Rủi cho ai nói lời ác, nghĩ ác và làm ác. Một ngày làm ba điều ác này, 3 năm sau trời sẽ giáng họa cho. Thứ năm, nhân nhỏ quả lớn. Nhân rất là nhỏ, nhưng nó có thể kết thành quả rất lớn. Việc này giống như một hạt dưa hấu rất nhỏ được gieo vào đất, tương lai sẽ cho ra trái dưa hấu rất lớn. Trong sách Thượng Thư có viết: làm điều thiện trời sẽ ban cho 100 điều lành, làm điều bất thiện trời sẽ giáng cho 100 tai ương. Kinh Koran có nói, người làm một việc thiện sẽ được báo đáp gấp 10 lần. Kẻ làm một việc ác chỉ bị sự trừng phạt tương đương như vậy. Thậm chí trong nhà Phật còn có câu nói là: xả một mà được vạn lần. Đều là những thí dụ chứng minh cho nhân nhỏ mà quả lớn. Vì sao lại có hiện tượng nhân nhỏ quả lớn này? Bởi vì tạo nghiệp chủ yếu dựa trên ý niệm. Ý niệm hình thành rất là nhanh. Trên kinh Bồ Tát Sử Thai của Phật giáo có nói: trong một khẩy móng tay có đến 3.200 tỷ ức ý niệm. Niệm niệm thành hình, mỗi hình đều có thức. Chính là vì tốc độ của tâm niệm nhanh như vậy, trong một thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều nghiệp nhân. Tương lai những nghiệp nhân này đều sẽ kết thành quả báo. Cho nên quả báo sẽ được tích lũy rất nhiều. Đến lúc thọ báo thì mức độ sẽ tăng lên rất nhiều. Một thể hiện khác của nhân nhỏ quả lớn là một nhân sẽ chiêu cảm đến 3 loại hoa báo: quả báo và dư báo. Tất cả những hành vi thiện ác nếu như tương đối nặng thì ngay trong đời này báo ứng sẽ hiện hiện, gọi là hiện thế báo hoặc là hoa báo. Hoa báo chưa phải là quả báo nặng nhất, mà nặng nề mạnh mẽ nhất là quả báo thông thường xảy ra ở đời sau. Ngoài việc này ra còn có dư báo lâu xa trong tương lai, giống như hiện tượng dư sống vậy. Hơn nữa quả phúc còn có thể lưu lại cho con cháu. Như trong kinh dịch có nói: nhà tích điều thiện ắt thừa niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt lắm tai ương. Đây là thuộc về dư báo. Chính bởi vì nhân nhỏ mà quả lớn, nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người đã thấu suốt, biết được sau khi gieo nhân ác thì quả báo tương lai vô cùng đáng sợ. Cho nên hết sức cẩn thận, không dám tạo ác nhân. Còn như có ác báo thì đó là các ác nghiệp đời quá khứ của chính mình đã tạo ra. Sau khi thọ lãnh thì đã trả xong. Quả báo thật sự không đáng sợ.
Vì vậy Bồ Tát có thể an nhiên thọ báo, không vì thế mà sanh phiền não. Nhưng phàm phu thì mê hoặc điên đảo, chỉ biết rằng ác báo rất đáng sợ, nên ra sức trốn tránh ác báo, mà không biết là phải ngừng tạo nhân ác thì mới có thể thực sự tránh được quả báo ác. Đến lúc người đó thọ nhận ác báo, nội tâm khởi lên phiền não, tiếp tục tạo ác nghiệp, cho nên sau cùng kết cục của người đó vô cùng đáng sợ, chịu khổ không biết đến bao giờ. Người này Phật Bồ Tát gọi là kẻ đáng thương xót. Vừa rồi tôi đã tóm lược trích dẫn những khái niệm về quy luật nhân quả, cung cấp cho mọi người tham khảo. Nếu có người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả thì sẽ không dám tạo ác, mà sẽ tích cực hành thiện. Cho nên có một học giả đời nhà Thanh, Trung Quốc, là tiên sinh Chu An Sĩ, đã nói: người người tin nhân quả, đất nước sẽ được đại trị. Người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn. Tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoằng dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền, truyền lại có thể thúc đẩy sự tịnh hóa nhân tâm, xã hội hài hòa, tiến đến đạt được hòa bình thế giới. Đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên, tri ân báo ân, cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta. Thứ nhất, nhân và quả tương ưng với nhau. Tính chất của nhân quả là tương đồng. Trồng thiện nhân nhất định sẽ có quả báo thiện, gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác, không hề lẫn lộn. Bộ lịch sử cổ nhất ở Trung Quốc là sách Thượng Thư có viết: người có lòng nhân ái, ác sẽ gặp điều may. Kẻ thích việc xấu xa, ác gặp sự hung hiểm. Như bóng đi theo hình, như tiếng vọng theo âm. Tương tự như vậy trong sách Châm Ngôn Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có dạy: hòa hoạn đi theo kẻ ác, nghĩa nhân sẽ được thiện báo. Trong sách Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo cũng có nói: người nhân nghĩa không gặp quả hại, kẻ ác thì chịu đầy tai ách. Trong sách Mahabharata của Ấn Độ giáo có nói: không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả. Kinh Koran của Hồi giáo nói: người hành thiện tự sẽ được lợi ích, kẻ làm ác tự sẽ thọ quả hại. Thứ hai, trải qua thời gian mới kết thành quả. Từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian. Giống như gieo hạt giống, sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây, rồi mới ra hoa kết trái, không thể lập tức có quả ngay được. Cùng một đạo lý như vậy, khi người làm điều thiện hay điều ác, không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo, bắt buộc phải trải qua một thời gian tương đối dài thì quả báo mới hiện rõ. Rất nhiều người không tin nhân quả là vì không hiểu rõ nguyên lý này. Người ta thường nhìn thấy người tốt không được quả báo tốt, còn người ác thì không bị quả báo xấu. Thậm chí là người tốt còn bị quả báo xấu, trong khi người ác lại được hưởng điều tốt. Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng. Kỳ thực đây chỉ là cái nhìn tiễn cận của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn một phạm vi thời gian dài hơn, vài năm hoặc mấy mươi năm, thì sẽ thấy rất rõ ràng nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên có câu: không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thiện ác đến sau cùng đều có quả báo, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Con người nên yêu thương con người, thương người ắt không thể hại người. Thương người là công đức.
hại người liền tạo nên tội nghiệp. Bạn có thể thương người, đấy gọi là thiện, tu thiện. Nếu bạn làm hại người khác, đó chính là kêu bạn tạo nghiệp, tạo ác nghiệp. Thiện ác đều có quả báo. Thiện nghiệp tương lai vãng sanh vào ba đường thiện. Nếu như hại người, tổn người lợi mình, khởi lên ý niệm này, làm ra sự việc này, quả báo đời sau là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác. Người, chư thiên, A-tu-la gọi là ba đường thiện. Ba đường thiện hay ba đường ác đều do bản thân mình làm ra, do mình cả. Bạn xem, thiện hành ác nghiệp tự chiêu cảm tới, tự làm tự chịu, chẳng can ngợi đến bất kỳ ai. Vì thế, chúng ta gặp phải hoàn cảnh này, bất kể là thiện hay bất thiện, đều phải hiểu cho rõ đạo lý này, không oán trời, không trách người. Vậy làm thế nào để cải thiện tình hình đây? Đó là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện liền sẽ cải thiện thôi. Chân thật có hiệu quả. Chúng ta gây nên ác nghiệp rồi cầu Phật Bồ Tát tha thứ, cầu Phật Bồ Tát giúp chúng ta cải thiện, cái đó không chắc ăn. Vì sao? Những gì chúng ta gặp được trong cuộc đời mình không phải do Phật Bồ Tát an bài, chẳng can ngợi gì đến các ngài, mà liên quan đến khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chính bản thân mình. Phật đã nói rất rõ ràng, cặn kẽ. Sau đó nói với chúng ta, bạn phải chịu trách nhiệm đối với bản thân mình 100%. Vì thế học Phật rồi, chúng ta phải hiểu cho thấu đáo đạo lý này, liễu giải được chân tướng sự thật. Chúng ta khởi tâm động niệm là thiện, tuyệt không ngợi có ác niệm. Chúng ta thật sự chuyển đổi được cảnh giới. Xã hội ngày nay 100% ứng với tất cả nghiệp báo mặt của thánh tiên hiền. Đã nói, ngay cả những người giàu có, quý nhưng bất an, giàu mà không vui, bạn nói xem thế còn ý nghĩa gì nữa? Nguyên nhân do đâu? Do ý niệm bất thiện. Ý niệm từ đâu sanh ra? Từ tự tư tự lợi. Bản thân đứa con cũng xem, vừa nãy thầy có nói đến vì sao đứa trẻ này có quan điểm về binh dục của riêng mình. Cậu bé không cho rằng đi nhặt thùng rác là điều đáng xấu hổ. Chính vì trong bài giảng thầy có nói cái gì là đúng, cái gì là sai, bao gồm cả những mặt trái thầy đều nói ra hết. Lúc mới bắt đầu, người ba cũng khá lo lắng, bảo rằng đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã để nó nghe những vấn đề của xã hội, chẳng hạn như những tin tức không lành mạnh, nghe những điều đó liệu có khiến cho cậu bé bị ô nhiễm, bị ảnh hưởng không? Kết quả sau đó hai vợ chồng này phát hiện không những không ảnh hưởng, hơn nữa khả năng phân biệt của đứa trẻ này trở nên cực kỳ mạnh. Cậu bé ở bên ngoài nhìn thấy có người bạn nhỏ đang chơi đồ chơi lại nói những lời không cung kính, bao gồm cả việc có những người đang cười nhạo cậu. Có cả một số người lớn không hiểu chuyện còn nói: con còn nhỏ như thế, sao đi làm mấy chuyện này? Đứa trẻ này đều biết hết, biết rằng mình đang làm như vậy là đúng. Quan điểm của cậu bé hết sức rõ ràng. Trong lúc phát sóng chương trình, thỉnh thoảng chúng ta thấy xuất hiện một vài hình ảnh. Hiện nay, một số chị em ở trên đường ăn mặc rất hở hang. Có những cư sĩ học Phật bảo, những hình ảnh đó không tốt đâu, rất tốt, tốt ở chỗ nào? Những hình ảnh đó xuất hiện, bạn nghe xem chúng tôi đang nói đến cái gì? Là đang mắng họ, đang phê bình họ, đang chỉ trích họ, để họ biết thế nào là liêm sĩ. Nó làm sao có thể là những thứ ô nhiễm được?
Gia đình này đã làm thí nghiệm, đứa trẻ được dạy tốt rồi đó thôi. Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi đi trên đường nhìn thấy các gì cũng được, mà chị gái cũng được, ăn mặc hở hang như vậy, cậu bé không thèm nhìn. Cháu biết đó là không có liêm sỉ, đó là không tốt. 5 tuổi mà đã hình thành giá trị quán rồi, cứ dạy như vậy đó. Bạn phải đợi nó xem, lúc đó nói cho nó biết cái này là ác, là tà. Việc này mới quan trọng. Mọi người chúng ta đừng chỉ nhìn vào hình thức, mà phải coi bạn dạy trẻ như thế nào. Chẳng lẽ con bạn không bước vào xã hội sao? Cái gì cũng không cho nó xem. Đến lúc nó bước vào đời, thật là ý như kẻ khờ vậy. Đến lúc đó chúng thấy rồi, chúng không biết đâu là phải quấy, cứ ngu muội trong đó. Đem sự hỗn loạn trong xã hội bày ngay trước mắt chúng, nói với chúng những thứ này toàn là thứ rác rưởi, đều là tà ác. Mấy này bạn đọa lạc, bạn gặp phải tai họa, còn những người này vẫn yên ấm bình an hạnh phúc. Phải học cái này, còn những thứ đó không nên xem, không nên tiếp tục đến. Chỗ đánh nhau tuyệt không gần, chuyện thị phi tuyệt không hỏi. Bạn nói xem ba chữ chỗ đánh nhau với chuyện thị phi, chúng đâu có khái niệm về những điều này. Bạn để chúng thấy, thấy rồi nói với chúng vĩnh viễn đừng đến xem, thế rồi thì mau lánh xa. Bạn dạy như thế thì chúng sẽ tốt thôi. Vậy nhặt rác có tốt không? Tốt, cha mẹ dạy như vậy. Đứa trẻ nghe lời cha mẹ nhất, biết vinh quang, phục vụ mọi người. Phục vụ cho mọi người trong khu phố nhỏ là vinh quang. Giá trị về vinh nhục được thiết lập bằng cách như vậy. Cho nên khi chúng nhìn thấy người khác đang phá hoại môi trường, chúng tự nhiên biết đó là ác, không thể học theo, không thể thân cận. Do đó, phàm là những người làm ra những chuyện như vậy, chúng sẽ không bao giờ giao lưu qua lại. Hay nói cách khác, cả đời đứa trẻ này kết giao bạn bè đều là người tốt, là người đàng hoàng. Bởi vì chúng thông qua những điều được dạy nên chúng có thể nhìn ra được. Thông qua hình ảnh cách ăn mặc của các cô gái trẻ, chúng có thể biết cái nào là tốt, là xấu. Mai này chúng có thể lấy một người vợ tệ hại sao? 5 tuổi là đã cấm gốc rồi. Còn bây giờ chủ yếu giáo dục theo lối phương Tây, còn những thứ của phương Đông chúng ta thì dẹp hết rồi, chẳng thấy đâu nữa. Phương Tây chính là dạy con người ta sát đạo dâm vọng. Bảo tôi khuyên mọi người, chính là các thiếu nữ thời nay, đừng ăn bận quá hở hang, ăn mặc quá hở, tương lai đều bị đổ vào địa ngục. Bản thân các bạn vô tình, nhưng như thế các bạn đã dạy hư mọi người rồi. Chúng ta nói, nhưng họ không hiểu được cái lý này. Ăn bận chạy theo mốt, mặc quá hở hang, đây đều đang dạy hư xã hội. Bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn mặc kiểu y phục như vậy đi rảo một vòng, khiến cho biết bao người khởi lên tà niệm trong tâm. Bạn phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả này, không thể không biết được. Chuyện này không phải lời nói đùa, đây là sự thật 100%. Còn bây giờ chủ yếu giáo dục theo lối phương Tây, còn những thứ của phương Đông chúng ta thì dẹp hết rồi, chẳng thấy đâu nữa. Phương Tây chính là dạy con người ta sát đạo dâm vọng. Bảo tôi khuyên mọi người, chính là các thiếu nữ thời nay, đừng ăn bận quá hở hang, ăn mặc quá hở, tương lai đều bị đọa vào địa ngục. Bản thân các bạn vô tình, nhưng như thế các bạn đã dạy hư mọi người rồi. Chúng ta nói, nhưng họ không hiểu được cái lý này. Ăn bận chạy theo mốt, mặc quá hở hang, đây đều đang dạy hư xã hội. Bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn mặc kiểu y phục như vậy đi rảo một vòng, khiến cho biết bao người khởi lên tà niệm trong tâm. Bạn phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả này, không thể không biết được. Chuyện này không phải lời nói đùa, đây là sự thật 100%. Còn bây giờ chủ yếu giáo dục theo lối phương Tây, còn những thứ của phương Đông chúng ta thì dẹp hết rồi, chẳng thấy đâu nữa. Phương Tây chính là dạy con người ta sát đạo dâm vọng. Bảo tôi khuyên mọi người, chính là các thiếu nữ thời nay, đừng ăn bận quá hở hang, ăn mặc quá hở, tương lai đều bị đọa vào địa ngục. Bản thân các bạn vô tình, nhưng như thế các bạn đã dạy hư mọi người rồi. Chúng ta nói, nhưng họ không hiểu được cái lý này. Ăn bận chạy theo mốt, mặc quá hở hang, đây đều đang dạy hư xã hội. Bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn mặc kiểu y phục như vậy đi rảo một vòng, khiến cho biết bao người khởi lên tà niệm trong tâm. Bạn phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả này, không thể không biết được.
Chuyện này không phải là nói đùa, đây là sự thật 100%. Còn bây giờ chủ yếu giáo dục theo lối phương Tây, còn những thứ của phương Đông chúng ta thì dẹp hết rồi, chẳng thấy đâu nữa. Phương Tây chính là dạy con người ta sát đạo dâm vọng. Bảo tôi khuyên mọi người, chính là các thiếu nữ thời nay, đừng ăn bận quá hở hang, ăn mặc quá hở, tương lai đều bị đổ vào địa ngục. Bản thân các bạn vô tình, nhưng như thế các bạn đã dạy hư mọi người rồi. Chúng ta nói, nhưng họ không hiểu được cái lý này. Ăn bận chạy theo mốt, mặc quá hở hang, đây đều đang dạy hư xã hội. Bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn mặc kiểu y phục như vậy đi rã một vòng, khiến cho biết bao người khởi lên tà niệm trong tâm. Bạn phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả này, không thể không biết được. Chuyện này không phải lời nói đùa, đây là sự thật 100%. Con người ngày nay ảnh hưởng đến họ nhất là phim ảnh, TV, tiểu thuyết, còn có mạng internet, báo chí, tạp chí, những ca khúc thịnh hành, quảng cáo, tin tức trên điện thoại di động, đủ thứ đủ kiểu, cái gì cũng có. Con là một diễn viên, con rất xấu hổ vì đã từng một thời sai trái đánh giá một diễn viên. Nhiều người cho rằng một diễn viên giỏi, người đó phải là một diễn viên giỏi hay không, thì phải xem họ có gợi cảm hay không. Cho nên lúc đó con thật sự là trơ trẽn, con biết nhục, con mặc quần áo rất là hở hang, lòi cả rốn ra, khiến cho cha mẹ con rất giận. Có kỳ lộ ngực lộ lưng, không biết liêm sĩ, cũng quay một số cảnh không tốt. Có những tạp chí hình ảnh rất hở hang, họ đặt ngay trang bìa tạp chí, rồi những bài phát biểu trên các loại tạp chí nữa. Kỳ thực hiện nay có rất nhiều cô gái trẻ, người trẻ tuổi đều học đòi những điều này, học những minh tinh như chúng con. Họ thấy người kia mặc hở hang như vậy, họ không có tiêu chuẩn thiện ác, không có tiêu chuẩn xấu đẹp. Họ cho rằng người này như vậy tức là rất thời thượng. Họ nói quý vị xem, minh tinh mặc quần áo như thế, họ phát biểu trên tạp chí, hoặc là trong lúc diễn kịch cũng mặc rất hở hang. Tiếp theo đó là lập tức lưu hành những thứ này. Có rất nhiều người thấy những trang phục này, họ liền may những y phục rất hở hang này, sau đó còn trẻ lại học theo, rồi mặc đi ra đường phố. Cha mẹ tức giận cũng không được, không nghe lời cha mẹ nữa. Họ chỉ nghĩ rằng tôi phải học theo minh tinh này, cô ta là tấm gương của tôi. Ngài nhìn xem, thưa sư phụ, ngài xem trước lúc con đến, con tải xuống từ trên mạng những cuộc thi hôn nhau như thế này. Hiện nay có rất nhiều thương gia vì doanh thu, ví dụ như dịp Tết, vì lợi nhuận, vì chúc mừng hoạt động. Vì tiết mục không còn ai muốn xem nữa, không hấp dẫn người ta. Những người này thi hôn nhau, kỳ thực những thứ này đều là học theo Tây Phương. Trước đây Trung Quốc không có như vậy. Ngài nhìn xem, họ trên lễ đài thi thố hôn nhau, biết bao con trẻ. Con thấy trong vòng tròn này, biết bao nhiêu là trẻ con học theo. Hàng sai nói chuyện đứng đó xem, cười ha hả, thanh thiếu niên sẽ bị ảnh hưởng. Đúng, chúng đang học theo. Ngài nhìn xem những đứa trẻ này, ngài xem những vòng tròn con vẽ này, đều là đang đứng đó nhìn. Giống như thi thố hôn nhau vậy, rất nhiều người cho rằng thời thượng, nam nữ có hành vi thân mật, rất dễ dàng dẫn dụ. Hành vi của nam nữ tạo thành nạn phá thai. Người xưa nói nam nữ thọ thọ bất thân, xem ra rất có lý. Đúng, có đạo lý. Nam nữ 5 tuổi không chung giường. Đúng. Ngày xưa phòng ngừa rất nghiêm, cho nên xã hội trị an lâu dài không xảy ra vấn đề gì. Ngày nay quý vị dỡ bỏ mất sự đề phòng này, vấn đề nảy sinh rồi, chẳng ai cứu vãn nổi. Lúc núi lở đất sụt, quý vị làm sao mà cứu được? Từ đâu mà có? Chính là nghiệp chướng này chiêu cảm ra. Lão Tổ Tông phí bao nhiêu tâm huyết, Lão Tổ Tông thật có trí huệ, có phương pháp. Quý vị không tuân thủ, quý vị tự hủy diệt bản thân mình, cũng hủy diệt xã hội này. Hiện nay rất nhiều diễn viên. Quý vị xem ngày nay tai họa lớn như vậy, nguyên nhân là gì? Có ai không tạo nghiệp? Có người tạo nghiệp, tai họa liền hiện tiền. Bởi vì họ không tin lời giáo huấn của Thánh Hiền. Không tin tưởng, quý vị xem,
Chúng tôi đề xuất lão tổ tông 12 chữ này: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Họ nói toàn là giả, mỗi chữ họ đều phản đối. Thưa sư phụ, nếu như họ biết được lễ nghĩa liêm sĩ, sự việc này tuyệt đối sẽ đúng, không phát sinh. Sẽ không có, không thể có. Cho nên hiện nay tất cả đều không còn nữa. Luân lý đạo đức không còn nữa, nhân quả không còn nữa, tôn giáo không còn nữa, tổ tông cũng không còn nữa. Ngài vừa nhắc đến lễ nghĩa liêm sĩ, con thật sự cảm thấy vô cùng quan trọng. Ngày nay rất nhiều diễn viên như chúng con, bản thân tự tạo tai tiếng cho mình. Tức là nói con hiện nay đang cùng với nam diễn viên gì đó quan hệ rất tốt, sau đó bản thân tự tạo tai tiếng cho bản thân, gọi là gây sốc. Hiện nay bá tánh nói diễn viên đang giả dối. Từng có một cô gái 13 tuổi bên cạnh nhà con, cháu ấy nói với con rằng: dì Gia Lợi à, con rất hâm mộ minh tinh gì gì đó. Chúng con đều biết cô ấy có đến 30 người bạn trai. Sao mà cô ấy có sức hấp dẫn như vậy? Con sùng bái cô ấy quá. Thật là dẫn dắt sai rất nhiều con trẻ. Nó cho rằng có sức hấp dẫn như vậy, gợi cảm như vậy, rồi có thể thu hút nhiều người con trai yêu thích một nữ diễn viên như vậy. Nó cảm thấy rất vinh quang. Rồi bọn trẻ cũng ngọc đòi theo, cảm thấy cô ấy rất hấp dẫn, cho nên dẫn đến rất nhiều cô gái ba mẹ sinh ra như vậy đi lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì không vừa ý với bản thân, cảm thấy bản thân chưa đẹp lắm. Họ tốn rất nhiều tiền của cha mẹ đi sửa sắc đẹp của mình. Việc ngu ngốc này, sự việc ngu xuẩn này, con cũng đã từng làm qua, rất ngu xuẩn, con vô cùng hối hận. Hiện nay người nữ như vậy, ngày càng có những cô gái trẻ lại học theo những minh tinh kia, lại học theo những diễn viên này. Đúng. Ngài xem, bao gồm rất nhiều. Hiện nay có một quyển tạp chí, còn không nhắc đến nó nữa, rất nhiều minh tinh trẻ tuổi đều có trong đó. Kỳ thực nội dung trong quyển tạp chí đó không phải như thế, tức là làm cho mọi người chú trọng sức khỏe, nhưng mọi người được chụp ảnh. Trên cơ bản có thể nói là toàn là ảnh khỏa thân, rất khó coi. Trên báo chí, ở phố lớn, ngõ nhỏ toàn là như vậy. Những bức ảnh này sẽ kích thích tính thái quá của rất nhiều người. Quan hệ nam nữ hỗn loạn liền dẫn đến phá thai. Cho nên chúng con nói, con chính là những sát thủ giấu mặt. Vì chúng con làm về truyền thông, làm nhân viên công tác. Chúng con chế tạo số lượng lớn và truyền bá những thứ này, kích thích dục vọng của con người. Những tin tức tình dục như vậy, cho nên tình dục của con người sẽ tràn lan. Đây là ai dạy? Xin Ngài cho một câu. Còn bây giờ, 100 phần vạn con ủng hộ quan điểm này của Ngài, thật là những người trên chúng con đang hướng dẫn. Cho nên chúng con là tội nhân. Ngài nghĩ xem, Ngài hiện nay đi trên phố lớn, ngõ nhỏ, mỗi quảng cáo kích thích con người, đâu đâu cũng có. Kỳ thực họ quảng cáo đồng hồ đeo tay, không cần thiết phải phơi ngực, phơi lưng ra, nhưng đều làm là như vậy. Đặc biệt là trẻ con xem những thứ này, chúng đều là thân thể máu thịt. Chúng nhìn thấy những người nữ đẹp hở hang, những quảng cáo này tuyên truyền, chúng có thể không bị ô nhiễm sao? Cứ tiếp diễn như vậy thì tiêu chuẩn đúng sai thiện ác của mọi người xấu đẹp sẽ hoàn toàn điên đảo, cho nên những thứ này sẽ tạo thành ác quả chi? Sẽ tạo thành thượng đế tính sổ. Thượng đế tính sổ. Đúng. Quả báo ăn mặc hở hang, gây ý niệm tà dâm cho người, chính là địa ngục. Xin hãy lưu ý, lời chân thật tuy làm Phật ý bạn, nhưng nếu bạn chịu lắng nghe và chỉnh sửa, thì chính bạn là người không bị mắc phải ác nghiệp này. Khi đó, sự tri ân còn không hết nữa là khác. Hiện nay, trên áp phích quảng cáo, báo chí, tạp chí, các trang web, thậm chí cả điện thoại, thường cho mỹ nữ ăn mặc hở hang để quảng cáo sản phẩm cho họ, mà không hề biết rằng đây là một hành vi sai lầm hại mình, hại người. Tôi hằng ngày làm việc, thường đi tàu điện ngầm. Hôm đó trong lúc đợi xe, thấy một tấm áp phích quảng cáo nội y, in hình một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang. Có anh thanh niên tuổi chưa tới 20, cứ đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khiêu gợi trong áp phích đã khiến cho tâm tư anh ta vọng động. Điều này thật đáng lo, những cậu bé trong tương lai sẽ là rường cột quốc gia, đang độ tuổi học hành, lẽ ra phải được tiếp thu những điều hay, lẽ phải. Cần được đào tạo hung đúc nhân sinh quan, thế giới quan chính xác. Nếu bị những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt,
tâm rất dễ bị lôi cuốn, sa vào nẻo sai lầm, dẫn đến hành động hại mình, hại người. Thật rất đáng tiếc. Tôi lại nhìn vào bức hình quảng cáo kia. Cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều, quyến rũ. Nhưng ăn mặc hở hang như vậy sẽ khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì trong đầu tôi lại lóe sáng, và thấy ngay dưới tấm áp phích to đùng bỗng hiện màn ảnh như thế này. Có một cái giường sắt, dưới giường lửa cháy hừng hực. Cô gái quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén, ra sức rạch vào bụng cô gái. Lúc này ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không ngăn được hoảng kinh, thầm nghĩ: đây há chẳng phải là hình phạt nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt sao? Phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục, vân vân thì phải thọ báo ở địa ngục mà. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này hiện thời tuy đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng thân thể đang mắc rất nhiều bệnh, trong đó có chứng lậu, một căn bệnh phụ khoa nan y hiểm nghèo. Lúc này trong đầu tôi vang lên câu xác nhận: người phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tất sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế ấn loát cho ra những bức ảnh gợi dục kia, thấy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ, phải đợi đến người cuối cùng trên thế gian này. Người mà thấy hình chụp kia rồi nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, rồi từ tam ác đạo thoát ra khỏi luân hồi, trở lên tu hành đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người có liên quan đến việc chụp ảnh, sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ địa ngục, ra khỏi ác đạo. Vạn ác dâm đứng đầu, thật là khủng khiếp. Họa phúc không cửa do người tự chiêu, báo ứng thiện ác như bóng tùy hình, phải biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ vậy. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nam hay nữ, đều không nên ăn mặc hở hang rồi chụp ảnh quảng cáo tự khoe lấy mình, phô diễn thân thể, quảng cáo ảnh sex hay diễn phim gợi dục, vân vân. Quý vị, nếu không muốn tạo ra nhân xấu địa ngục, thì những hành vi ăn mặc cử chỉ cần nên cao quý, đứng đắn, đoan trang. Hành vi đừng cẩu thả phóng túng, đừng chạy theo trào lưu, khoái một chút khen ngợi mà quả báo chính mình phải chịu. Nếu như quý vị thích ăn mặc hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của người khác phái, thậm chí kích động họ khởi lên dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Đôi khi chỉ vì một chút vô ý của quý vị, sai lầm, thiếu hiểu biết nhất thời mà chiêu hận thiên thu. Mong quý vị cẩn trọng ghi nhớ kỹ, thường cảnh giác để không tự hại mình. Riêng hàng tu sĩ cần phải khắc ghi lời Phật dạy: xa lìa cảnh khiêu dâm, mắt chẳng nhìn, tai chẳng nghe, miệng chẳng nói lời tà. Người giữ giới bất dâm có 5 công đức: quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều tán thán. Người bất dâm hàng trụ trong uy nghi Phật, thân tỏa hương thơm như Phật. Các tu sĩ cần giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm, ý thanh tịnh. Mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe khúc hát gợi tình, lưỡi chẳng bàn chuyện thế tục, chẳng khen dâm sự, miệng vĩnh viễn chẳng ca ngợi dâm ái xúc lạc, chẳng nói những lời làm tăng nghiệp xấu ái vô minh, tâm chẳng trụ cảm giác cuồng si, ý luôn thanh tịnh, không khởi nghĩ hay nhớ đến dâm, không tự hành tà hạnh. Học theo hạnh Phật, hằng trụ tâm Phật như vậy là trụ nơi chân như, sẽ được 5 công đức: thân thường thanh tịnh như hoa sen, trinh khiết trong sạch. Thế nên giới bất dâm rất thù thắng, thanh tịnh có đầy đủ công đức, lợi ích vô thượng. Đây là nhân giải thoát, dù tán thán khen ngợi mấy cũng không sao nói hết. Dâm là phiền lụy trói buộc cực nặng, là tội trọng căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm dâm chẳng trừ, trần lao khó xuất. Riêng quý vị tại gia
cư sĩ, nên mặc y phục đứng đắn, rộng thoáng, không nên ăn mặc hở hang thái quá. Đặc biệt khi đến chùa chiền, quý vị không nên quấy nhiễu sự trang nghiêm thanh tịnh nơi đây. Trong Phật Bôn luôn nhắc nhở, thà khuấy động ngàn sông, chẳng nên làm động tâm người tu. Nếu cố tình khiến người trì giới khởi tâm động niệm phiền não, là quý vị đang mắc tội phá giới thanh tịnh của người. Lỗi này cực lớn, mong quý vị hiểu rõ để tự bảo vệ răng dè. Lời sám hối của cô người mẫu. Tôi xin thay mặt cô người mẫu đọc lại lời của cô. Tôi là một cô gái 20 mấy tuổi. Thời thơ ấu, hoàn cảnh gia đình bất thường đã tạo nên tính cách hư hỏng của tôi. Từ nhỏ, tôi rất ghen tị với những đứa bé được cha mẹ yêu thương, có bạn bè tốt. Mặc dù đây là những điều bình thường ai cũng có, nhưng đối với tôi lại quá xa vời, vĩnh viễn khó đạt tới. Cha mẹ tôi là người có tiền, có địa vị trong xã hội, nhưng chẳng hề quan tâm đến tôi. Từ nhỏ, tôi hay bị chỉ trích chế nhạo, mặc dù tôi thấy mình không làm gì sai, chỉ là tôi học tập không giỏi, dù cho có cố gắng. Bản tính của tôi vốn nhu nhược, từ lúc có trí nhớ đến nay, tôi luôn thấy mình toàn thọ nhận những đối xử bất công. Còn một việc khác nữa, do cha mẹ chẳng để ý quan tâm, nên thời thơ ấu, trong một lần đến nhà bạn chơi, tôi đã bị người cưỡng hiếp. Niềm đau này tạo thành ảnh hưởng khó xóa phai trong tôi. Càng lớn, tôi thường hay bị người quấy rối. Từ lớp 6 đến lớp 9, tôi luôn bị bạn học chế giễu, hay bị người khác phái chọc ghẹo làm phiền. Lúc đó, tôi là một nữ sinh khù khờ, thực thà, tính cách nhu nhược, mặc quần áo cổ lỗ lỗi thời. Nhưng không hiểu sao, vẫn luôn bị chọc ghẹo. Thế là tôi cứ hay khóc, bởi vì tôi hoàn toàn chẳng thể giải thích được. Không biết trước đây mình đã từng làm gì sai mà thế nhân đối với tôi như vậy. Tôi chỉ muốn được làm một người bình thường. Lên lớp 10 rồi, thì đây thực sự là ác mộng của tôi. Hồi trước, tôi có bị chế giễu chi, thấy đều là chuyện nhỏ. Lên cao trung rồi, tôi biến thành đối tượng để các bạn học trút hết mọi căm phẫn. Vì vậy, tôi càng trở nên suy sụp, rụt rè, đầu óc lúc nào cũng rối bù như tổ quạ, y phục lôi thôi, mặt luôn đầy nước mắt. Thậm chí, các bạn học có thể khạc nhổ trước tôi không chút kiêng dè. Hơn nữa, còn lớn tiếng chế nhạo, lăng nhục hết mức. Các giáo sư không những chẳng quản, còn biểu lộ vẻ rất khoái chí. Tôi không hiểu sao mình có thể chịu đựng được. Ngay cả bây giờ nhìn lại, chính tôi cũng khâm phục mình vì đã có thể sống được và vươn lên từ trong môi trường hoàn cảnh như vậy. Cuối cùng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và chẳng còn tin vào thiện lương hay chính nghĩa nữa. Tôi cho rằng đây là thế giới mạnh hiếp yếu. Nghĩa là dù bạn có nhường nhịn đến mấy thì người ta cũng không tha bạn. Do ơn thù hận bất mãn gần 10 năm nên tôi đã vùng lên. Kể từ đó, tôi làm gì cũng đều là lật lọng, phản bội, lừa dối. Miễn là tôi đòi lại được công bằng cho chính mình, tôi nhất định phải chiếm ưu thế. Phải mạnh hơn thiên hạ. Với tôi, thế giới này quá hắc ám. Khi tôi vào đại học, thì ngôi trường này là một nơi có quan niệm không lành, rất quý chuộng tiền bạc. Phần đông, người ta ngưỡng mộ hoan nghênh những cô gái có sinh hoạt hỗn loạn, thay bạn trai như thay áo. Tôi dám khẳng định rằng, rất ít có nữ sinh còn trong trắng. Kế trường tôi là một dãy khách sạn quán trọ. Hễ đến chủ nhật hay ngày nghỉ là trong đó đông nghịt, thậm chí rất nhiều sinh viên của các trường đại học nổi tiếng cũng mò đến đây vui chơi. Cạnh trường chúng tôi còn có rất nhiều trường đại học khác nữa. Từ đây,
tôi bắt đầu lột xác, biến thành một người khác hẳn. Tôi luôn ăn mặc theo mốt, không ngừng thay đổi thời trang lẫn bạn trai. Tôi tuyệt chẳng ưa hay yêu thương gì bọn chúng. Thậm chí có nhiều gã tôi vừa nhìn là phát ói. Thực ra, tôi chỉ lợi dụng họ để trả thù đời thôi. Tôi muốn tất cả nam nhân phải cung phụng tôi. Dù ở trong trường, tôi vẫn lo củng cố địa vị mình cho vững mạnh. Tôi luôn nghĩ, dù sao mình sớm đã chẳng sạch sẽ rồi, thì việc tiến thân bằng nhan sắc có lẽ là con đường của tôi. Tôi bắt đầu lên mặt, tự kiêu vì mình xinh đẹp và chấp nhận lời mời chụp quảng cáo cho các công ty người mẫu. Do tôi là người mẫu, là mỹ nữ, nên có biết bao nhiêu anh chàng vây quanh. Nhưng tôi toàn gạt họ để lấy tiền, hoặc biến họ thành cái cung cấp những thứ tôi cần. Do vậy mà tôi rất kiêu ngạo. Hơn nữa, tôi còn gạt tiền người nhà, vì tôi và các bạn học ở ký túc xá giao thiệp không tốt, nên tôi muốn ra ngoài thuê phòng. Tôi đã lấy lý do học tốt để gạt tiền gia đình, gần cả vạn. Dù tôi lừa tiền người nhà, nhưng lòng không hề hổ thẹn ấy đấy, còn cho rằng tại họ chẳng quan tâm lo cho tôi nên mới bị báo ứng như vậy. Mặc dù đám bạn trong ký túc xá tính tình rất dữ, nhưng ai bảo tôi ưa gây cãi với họ làm chi? Nếu như tôi sớm nhận thức, sống phải biết giao tế khéo léo, ôn hòa, thì có lẽ không đến nỗi cãi gây ầm ĩ với bạn. Trong thời gian này, tôi quen một thanh niên cực kỳ tử tế. Đối với tôi, anh rất hy sinh, tốt bụng. Mặc dù ở trường, tôi đã có nhiều bạn trai cung phụng, nhưng tôi vẫn giao lưu thêm để lừa tiền của anh ta. Tôi luôn nêu đủ lý do để moi tiền của anh, nào là cần tiền ăn, tiền mua sắm y phục. Tôi luôn than thở làm ra vẻ mình túng bấn, để anh xót xa mà chi tiền cho tôi. Trong khi tôi cũng có tiền, được nhiều người cung cấp, nhưng tôi vẫn moi thêm của anh. Tôi làm như vậy chỉ là để thủ thân, dự phòng cho lúc túng thiếu. Như thế, anh đã tiêu tốn cho tôi gần cả vạn. Anh hoàn toàn không biết rõ về tôi, rất nhiều việc tôi đều giấu anh. Nhưng cuối cùng, tôi không chịu nổi lương tâm quở phạt, nên tôi thú nhận với anh một phần sự thật. Tôi nói rằng, vì muốn lợi dụng anh nên em mới theo bên anh. Nhưng không ngờ, anh là một người hiền lành thật thà. Anh đã cho em biết thế nào là sự ấm áp của tình yêu. Vì vậy, em không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa. Khi tôi cư xử thành thật, đem mọi việc thú nhận với anh rồi, thì kết quả là anh dứt tình và triệt để lìa xa tôi. Lúc tôi quyết định sáng mai đi chụp ảnh quảng cáo đồi y cho một công ty, thì tối đó tôi nằm mơ thấy mình đến địa ngục. Đây là một nơi âm u đáng sợ, có lửa cháy khắp nơi, chỗ chỗ người ta đều rên rỉ kêu gào. Chẳng biết là ai đã dẫn đường mà tôi cứ thế đi mãi, tham quan vòng quanh địa ngục, trong lòng cảm thấy bị áp lực và sợ hãi vô cùng. Mặc dù sau khi thức dậy, trong lòng tôi không an, nhưng tôi không cưỡng nổi lực hấp dẫn của danh vọng và tiền bạc, nên đã nhận lời đi chụp quảng cáo. Nhưng thực ra công ty đó là chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Tới rồi mới biết, chẳng phải là chụp nội y như họ đề nghị, mà là chụp ảnh khỏa thân. Trải qua một thời gian tôi mới rõ, không những chỉ chụp ảnh khỏa thân, mà có một số nhà làm phim xét nắm được chỗ hỏng của pháp luật, thừa cơ tiến hành giao dịch tình dục. Ban đầu tôi không đồng ý chụp ảnh quá mức, nhưng sao tôi có thể cao tay, giàu kinh nghiệm hơn đám giám đốc đó được chứ? Trong đây luôn có quy luật ngầm, nghĩa là muốn tiến thân nổi bật thì phải lên giường.
Mới đầu, bọn họ thường ra vẻ mình là công ty chính quy, rồi từng bước dụ dỗ các cô gái sa vào đọa lạc, mãi cho đến khi các cô trở thành công cụ kiếm tiền của họ. Giám đốc hứa hẹn mỗi tháng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Giờ đây nghĩ lại, tôi rất hối hận vì ham kiếm tiền mà tôi đã hủy cả đời mình. Tôi đã từng tự an ủi, rắc kiếm được mớ tiền rồi sẽ mở tiệm sinh sống, sau đó không làm nghề này nữa. Tôi phát hiện rất nhiều người hành nghề giống tôi đều nghĩ như vậy. Nhưng các cô vĩnh viễn chẳng toại nguyện như họ mong muốn. Tôi chuyển đổi rất nhiều công ty, nhưng luôn phát hiện người ta không đáng tin. Thậm chí có một số công ty luôn xài quy luật ngầm. Tất nhiên, tôi phải ngủ với nhiều người, nhiều lần, mang danh là mỹ nữ nổi tiếng, nhưng sống toàn làm nhân tình tạm. Trong trường tôi có rất nhiều cô gái làm tình nhân của các ông có vợ. Mọi người tương đối nể họ, nên tôi cũng sống như vậy. Khi ra đời sống và làm việc, gặp nhiều giả dối gạt lường, tôi mới nhận ra mình đã sai, do tôi đã không làm gì tốt. Lại mới gặp toàn những cha nội điếu giả, xỏ lá, bịt bợm. Ngày xưa, tôi bị chìm trong thù hận, và chỉ có biết kiếm tiền, nên từng bước tiến thân của tôi đều là đi đến vực thẳm. Tôi đã khiến hạnh phúc tối hậu của đời mình bị hủy trong tay tôi. Bây giờ, khi đã sa cơ tuột dốc, tôi biết không một nam nhân nào có thể ngó đến một kẻ như tôi. Tôi đã không được mẹ yêu, không bạn bè thân thiết, cũng từng có người yêu tôi rất chân thành. Nhưng tôi đã hủy hoại tất cả. Tôi lo là nếu như những phim quảng cáo gợi dục, những tấm hình xét tôi chụp bị phát tán, gây tai tiếng, thì sẽ không được trọng dụng nữa. Như vậy thì tương lai của tôi xem như bị hủy hết, mất cả vận may lẫn bản thân. Nhưng có hối hận thì chẳng ích gì. Trước đây tôi tưởng chụp hình như vậy là được người nể, không bị ăn hiếp. Nhưng đâu biết làm vậy là mình đang bỏ gốc theo ngọn, đánh đổi cả cuộc đời để có được chút hào quang ngắn ngủi phù du trong mấy năm mà thôi. Sau này tôi liên tiếp mơ thấy những giấc mộng liên quan đến địa ngục, đều là trong thời gian tôi chụp hình quảng cáo, phát hành phim ảnh xét, có đi làm và đối mặt với danh trường bất hảo. Rồi tôi mới khám phá ra, được làm một người tốt, sống an phận thủ thường là hạnh phúc thư thái nhất, vì tâm luôn thoải mái, không sợ cuộc sống túng quẫn, không sợ thiếu thốn. Từ lúc làm phim, chụp hình khỏa thân, quảng cáo xét và làm nhiều việc xấu đến đây, tôi không có một ngày nào được an vui, không có một ngày nào được ngủ ngon. Tâm lúc nào cũng nặng nề như bị đá đè, có lúc còn thấy lòng bị cắt xé, đau đớn, thống khổ, hoảng loạn, bất an. Tim luôn hồi hộp, kinh sợ, đêm chẳng thể chợp mắt. Như tôi hiện tại đây, tinh thần luôn bị áp lực lớn, dù kiếm được nhiều tiền thì cũng tiêu xài hết, bởi đồng tiền không sạch sẽ đến nhanh thì đi cũng nhanh. Tôi vì mê kiếm tiền, ham danh mà đã lầm lạc hủy hoại cả đời mình. Có lẽ sẽ có người nói, làm siêu mẫu cũng có cô kiếm biết bao nhiêu tiền, số đỏ, nhiều hạnh phúc. Thế thì tôi xin nói thật với bạn, cái nghề này phải hy sinh rất nhiều cô gái mỹ miều rồi mới xuất ra được một cô người mẫu có số đỏ. Hơn nữa, cô người mẫu này cũng hồng vận không được lâu. Có lẽ sẽ có nhiều cô tự cho rằng mình rất xinh đẹp, có thể làm người mẫu nổi danh, sung sướng đủ điều. Thế thì tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Tôi đã từng gặp nhiều người mẫu đẹp hơn minh tinh. Tôi cũng quen rất nhiều người bạn tốt nghiệp điện ảnh. Nhưng vì sao số họ không hồng? Bọn họ không phải là chẳng biết nắm bắt thời cơ, cũng chẳng vụng về giao tế quan hệ, cũng chẳng kém học lực hay khí chất chi. Có rất nhiều người xinh như tiên nữ hạ phàm, nhưng bất kể, họ tận dụng hết tâm lực cơ hội, bao gồm học biểu diễn, nghệ thuật. Rất nhiều sinh viên mê ngành này, nhưng đã vào làng giải trí rồi
bất kể họ làm gì, thấy đều không hồng phận. Bạn có biết vì sao không? Không phải vận khí xấu, mà là do số mệnh. Bạn à, những minh tinh nổi tiếng, có tiếng tăm thế lực, bất kể họ làm gì thì cái số cũng đỏ. Cho dù họ có quay, có chụp, có diễn phim xét hay là tình dục, thì số mệnh cũng vẫn hồng. Nhưng đó là do đời trước họ từng tích đức, nên đời này mới đạt được cơ may hưởng nhiều phúc lành như vậy. Hoàn toàn không phải là do có nhan sắc xinh đẹp là đủ đâu. Bạn đừng có ỷ vào nhan sắc và dốc hết sức lực đầu tư vào đó, rồi tưởng là có thể một bước lên bay. Rất nhiều vực thẳm cạm bẫy đang chờ mà bạn không lường trước được. Nhưng mà những ngôi sao nổi tiếng có số đỏ này rồi cũng sẽ tự hủy hoại mình thôi, nếu như họ chấp nhận chụp hình xét hay diễn phim tình dục dâm uế. Một khi làm vậy thì chính họ đã tự hủy hoại tất cả phúc báo của mình. Cũng có thể khẳng định rằng, nếu như họ không chụp xét, không diễn những phim khiêu dâm, không phóng túng tình dục, thì số họ sẽ còn rất hồng, danh trường bền lâu. Vì vậy, tôi xin khuyên các giai nhân mỹ nữ, những ai ưa làm người mẫu, diễn viên, các vị ngàn vạn lần không nên bước vào vòng xét, chụp hình khỏa thân hay đóng những phim ảnh khiêu dâm, và nhất nhất là đừng phóng túng tình dục. Ngàn vạn lần không nên tự ý mình xinh đẹp. Nếu như bạn đang lên mà cứ làm như vậy thì cũng không đảm bảo là bạn có thể lành lặn để tháo lui đâu. Cho dù bạn chỉ hát ca khúc gợi tình, chụp ảnh xét, thì cũng bị tính là đi vào con đường kéo mọi người trầm mê trong u tối. Sau khi chết, bạn sẽ phải xuống địa ngục thọ khổ, đền tội không biết bao nhiêu năm. Vì tôi từng mộng thấy cảnh địa ngục nên hiểu rất rõ điều này. Còn nữa, cho dù bạn đẹp đến mấy, nhưng nghề nào cũng liên quan đến chụp, diễn, khỏa thân, quảng cáo hay ca vũ ở các quán nhằm khơi gợi dục tình, vân vân, thì bạn đừng bao giờ làm. Dục vọng con người thường không kềm chế được. Ngay lúc bạn muốn xuất thân, muốn vươn lên bằng con đường chụp phim ảnh xét gợi dục này, thì một hoàn cảnh hiểm ác đọa lạc khác rất có thể đang chực chờ sẵn, khiến bạn vô phương thoát ra, vô phương cứu vãn. Nếu bạn không chịu ý, không đáp ứng theo yêu cầu của đối tác, thì bạn vĩnh viễn không có cơ hội để ngoi lên tiếng thân. Thế thì chi bằng vừa mới bắt đầu, bạn hãy ngưng, đừng thèm làm. Còn nữa, tôi xin khuyên các bạn mơ làm người mẫu, ngàn vạn lần không nên lên mạng tùy tiện tìm công ty hay nhận đi chụp quảng cáo nội y hay ảnh xét, ảnh nude. Đừng tin lời những người hứa hẹn sẽ cho bạn đăng quang, nổi danh, kiếm nhiều tiền. Nếu bạn đồng ý, sẽ có những luật ngầm khiến cho bạn phải lên giường với người. Nhưng rồi việc cũng không tốt hơn đâu. Đừng bao giờ tin rằng mọi sự đều dễ thành như ý bạn mong muốn. Có lẽ sẽ có nhiều người bảo, vì tôi thuộc diện người mẫu hạng hai nên mới không có cơ hội thăng tiến cao. Thế bạn có biết rành những uẩn khúc và hoạn nạn đoạn trường trong ngành này không? Tôi từng là người mẫu nổi tiếng, thường trình diễn thời trang và có rất nhiều cơ hội để cho ra album và phát hành các bộ ảnh tuyệt vời. Nhưng đây là con đường danh vọng đầy nước mắt mà bạn không thấu rõ. Ở Trung Quốc, hiện có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp điện ảnh, nhưng thấy điều rất khó tìm việc. Họ phải bôn ba chạy vậy rất lâu, phải nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ, thậm chí phải ngủ với rất nhiều đạo diễn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thành phần dù xuất thân từ bùn mà không nhiễm ô. Không phải tôi nói các ngành nghệ thuật biểu diễn thấy điều xấu hết, nhưng đa số các bạn ấy thường được chia cho vai diễn lặng lẽ, vô danh. Bạn à, nếu bạn không có phúc báo, không có bối cảnh, quan hệ tốt, mà muốn đua tranh cùng người để được bước vào trường danh lợi hắc ám này, thì chính là bạn đang hủy hoại tất cả trong tay, tự chôn vùi hạnh phúc mình. Vì cho dù bạn có bối cảnh, quan hệ tốt, hiện đang là minh tinh số đỏ đang lên, thì sao hả?
bạn có thể đỏ mãi chăng? Bạn già rồi, vẫn có người chạy theo à? Bạn chụp ảnh, diễn xét, thì chẳng xuống địa ngục ư? Trước khi chưa ra phim ảnh gợi dục này, chí ít, thì bạn vẫn có thể nhờ vào cố gắng của bản thân mà sống tốt, không nhất định phải kiếm tiền bằng việc thực hiện phim ảnh, băng đĩa, đồi trị. Bởi vì tội lỗi, ảnh hưởng của băng đĩa bất lương này gây ra sẽ do bạn tự gánh. Chưa kể, bạn phải sa vào vòng xoáy hỗn loạn. Đã có báo đăng các cô người mẫu xinh đẹp ra nước ngoài bị ép bán dâm, hút ma túy. Bạn lên mạng xem, sẽ rõ hết. Tôi biết rất rõ các công ty người mẫu. Cơ bản là đều có cho người mẫu bán dâm. Đương nhiên trước đó họ không nói ra, chỉ biểu hiện vẻ bề ngoài là cho trình diễn nét đẹp thân thể hoặc body nghệ thuật, vân vân. Nhưng thực tế, nội bộ sẽ có rất nhiều người mẫu bị ngầm chụp một số phim ảnh xét. Khi album hình này xuất ra được ưa thích, thì người chụp sẽ còn tung lên mạng để giao lưu với những đầu nậu có nhu cầu. Trung Quốc không có luật bảo vệ việc tư riêng cá nhân. Một khi ảnh nảy lửa của mình được tung lên mạng, bạn sẽ không biết là ai phát tán. Bạn không hề biết rõ là Trung Quốc có rất nhiều trang web khiêu dâm đều thành hình từ đây. Còn nữa, nếu các giám đốc khác lén đem hình bạn bán cho các trang web khiêu dâm, bạn nghĩ bọn họ sẽ trình cho bạn biết ư? Vậy đó, bạn vì muốn kiếm tiền nhiều, không ngờ tự khiến mình xuống địa ngục. Bởi vì khi nào phim ảnh khiêu dâm của bạn biến mất trong thế giới này, thì bạn mới có thể thoát ra từ địa ngục. Thế thì có nghĩa là phải đợi đến ngày thế giới hủy diệt, hình này được tiêu mất rồi, thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục ư? Kiếm tiền như vậy liệu có đáng không? Có lẽ sẽ có nhiều người nghe kể sẽ không tin và cảm thấy tôi rất đáng thương. Nhưng trong lúc tôi hồi tưởng tỉ mỉ những hành vi trước đây mình đã từng làm rồi, thì tôi hiểu tất cả đều là báo ứng. Tôi lớn lên trong tủi nhục, bị người thân ghẻ lạnh, bị bạn bè cô lập, bị ăn hiếp khinh rẻ, là vì tôi đã từng gieo nhân này. Để tôi kể cho bạn nghe. Tôi từng là người mẫu nổi danh, có quyền, có tiền trong tay, tự ỷ vào nhan sắc, mặc tình làm khổ người, đùa cợt với tình. Bởi vì tôi gạt lừa tình cảm biết bao nhiêu người đàn ông, khiến cho họ phải khóc hận, đau khổ, thậm chí có người hóa điên vì tôi. Tôi chọn thăng tiến bằng nhan sắc, do đó đã phóng túng tình dục với nhiều nam nhân. Hậu quả là bây giờ dung mạo của tôi xuống cấp, già mau, xấu xí. Do tôi tà dâm quá độ, làm thương hại đến tinh thần, nguyên lực, bản thân. Bây giờ, người của tôi gầy ốm, dơ xương giống như que củi, đến nỗi đi một đoạn cầu thang là đã thở không ra hơi. Trí nhớ cũng rất tệ, không thể học hay làm gì thêm được nữa. Hồi xưa da dẻ của tôi tươi nhuận căng hồng, bây giờ thì tôi trở nên nhăn nheo, bạn bè nhìn thấy đều bảo trông tôi già còn hơn mấy bà cô. Da tôi giờ hay nứt nẻ chảy máu, rửa tay bước đi đều thấy đau. Mùa đông tôi rửa tay bằng nước lạnh là muốn khóc, cảm giác đau không ngừng, giống như dao cắt. Hiện giờ tuy đã thoa kem chống nứt nẻ, nhưng vẫn cứ nhăn nheo. Tôi nghĩ là do tinh thần nguyên lực của tôi bị tổn quá trầm trọng. Tôi sống được đến giờ phải nói là kỳ tích. Còn nữa, bởi vì tôi phóng túng tình dục với nhiều nam nhân, khiến tử cung bị xói mòn. Bác sĩ từng cảnh báo tôi phải đi khám ung bú tử cung. Tôi cũng thường cảm thấy bụng dưới khó chịu. Có lần khi vừa uống thuốc ngừa thai xong, tôi có cảm giác đau như dao cắt, đau suốt cả đêm, khiến tôi khóc mãi. Giờ tôi quan hệ nam nữ bừa bãi hỗn loạn. Có lần bị một số nam sinh dù gặp bắt cóc tôi đến nơi hẻo lánh luân phiên hãm hiếp, dù tôi không có làm gì đắc tội với họ. Khi đã trải nếm qua đau khổ cực cùng, không còn gì trong tay, tôi luôn hỏi trời, hỏi Phật, Bồ Tát, rất muốn biết rõ tiền nhân hậu quả của mình. Có lẽ nhờ tôi thành tâm nguyện cầu. Cuối năm 2012, tôi mơ thấy một giấc mộng tiền kiếp. Tôi là một thanh niên đang đứng cùng một bà,
giống như là chủ nhân mình dưới một tòa lầu. Bà chủ đang cầm sổ tính tiền. Chúng tôi cùng đi thu nợ. Xem bộ dạng tôi có vẻ là một kẻ thông minh, quỷ quyệt, tranh ma, giỏi việc. Tôi cư xử rất được lòng chủ, khéo làm bà vui. Tôi luôn sẵn sàng nói những câu khiến cho bà khoái nghe. Dù đó là những lời tổn người để thu lợi cho mình. Tôi thấy bên trong căn phòng tồi tàn nhếch nhác, vọng ra tiếng rên rỉ căm hờn của một cô gái. Tao dù chết cũng không tha cho chúng mày. Câu nói chứa đầy oán hờn, căm thù. Âm thanh giống như các vong hồn ở tầng vực sâu đã lâu rồi chưa được ngoi lên, khiến cái từng trải cứng đầu như tôi vừa nghe đến cũng phải kinh tâm, tán tởm. Oán khí này giống như có hình tướng, mang đầy hắc khí u ám, xuyên thấu phủ trùm cả không gian và thoát ra mối hận xung thiên. Nhưng lúc đó, tôi vì muốn nịnh bợ bà chủ nên tỏ ra cay nghiệt. Hách Dịch nói với cô gái bằng một giọng rất đáng sợ, ai bảo mày không trả nợ. Đại khái là cô gái này chưa thanh toán tiền thuê phòng chi đó, cho nên tôi và bà chủ đã đến đòi và trừng phạt bằng cách nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn cảnh cô ta bị hiếp dâm tập thể. Tôi còn thản nhiên buông lời độc địa mỉa mai. Thức dậy rồi, oán khí lạnh lẽo của cô gái đó như vẫn bao phủ quanh tôi, tiếng kêu rên thảm thiết đầy căm thù như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao hồi nhỏ mình bị cưỡng hiếp, sau này còn bị hiếp tập thể, rồi càng vì đó mà đọa lạc phong trần. Lâu nay tôi đoán rằng đời trước chắc chắn mình đã gây ra tội lỗi chi đó nên mới chiêu lấy vận mệnh bi thảm như đời nay. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng dám tin rằng đời trước mình có thể cưỡng hiếp phụ nữ. Bởi vì tôi cho dù có nham hiểm, gian trá, lòng dạ lan sói đi nữa, nhưng cũng không đến nỗi làm ra những việc như thế kia. Nếu như thời ấu thơ tôi không bị cưỡng dâm, thì có lẽ cuộc đời này của tôi chắc đã sống bình thường như bao nhiêu con người khác. Có thể tôi đã không tự cam đọa lạc, tạo ra những tội địa ngục. Thế là tôi phỏng đoán, biết đâu chừng đời trước tôi là chủ chứa ma cô, từng hại rất nhiều phụ nữ, cho nên đời này phải nếm qua mùi vị bị cưỡng hiếp, cuộc sống gặp lắm nhục nhằn. Nhưng giấc mộng tôi vừa nằm thấy, có lẽ là nhờ tôi không ngừng sám hối, hỏi trời xanh, hỏi chư Bồ Tát. Sau đó tôi đột nhiên hiểu rõ ra, tất cả nỗi khổ nhục đời này là do đời trước tôi thản nhiên khoanh tay đứng nhìn cô gái nọ bị làm nhục, còn buông lời cay độc mỉa mai nhạo báng. Rõ ràng là tôi có thể cứu cô ta, nhưng tôi lại không làm. Tôi chẳng những không cứu nạn dân mà còn xum xoe nịnh bợ bà chủ, nói toàn những lời cay nghiệt ích kỷ, hòng kiếm lợi về cho mình. Vì vậy mà đời này khi tôi bị cưỡng hiếp rồi, có mách với người thân thì gặp cảnh họ dửng dưng thản nhiên, không hề nói một câu tỏ chút lòng thương xót, ngược lại còn trách tôi, tự đưa đầu tới đó làm chi. Cho dù tôi biết song thân chắc chắn chẳng thể khóc lóc xót thương như những bậc cha mẹ bình thường, nhưng những câu họ nói, những cư xử ghẻ lạnh của thâm tình khiến tôi thấy tê tái vạn bội. Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc cô gái đời trước đã làm gì để báo thù tôi? Tôi cũng từng cư xử xấu, cũng hùa với đám đông để a chua, cười nhạo những bạn bè bị cô lập. Và tôi cũng thấm thía khi nếm báo ứng bị người chung quanh chế giễu cô lập, khinh khi, bài xích. Tôi từng cười nhạo, bội phản bạn bè do sợ những bạn bị cô lập làm liên lụy mình, nên tôi cũng hứa với đám đông hất bạn ra, thậm chí còn nói xấu bạn nữa. Thời đại học, tôi ưa mỉa mai người, còn vẽ tranh trào phúng, khiêu dâm liên hoàn để chăm chọc, giải trí. Mà những gì tôi vẽ trong tranh, thực tế nạn nhân không hề có làm như vậy. Toàn là họ bị tôi hại, bị đặt ra. Tôi hay tặng cho người những biệt danh khó nghe và còn làm thơ trào phúng chế giễu người, luôn muốn khoe mình thông minh, dí dỏm, có tài. Cho nên quả báo là tôi quen toàn những bạn dối trá không thật lòng,
luôn bị người phản bội. Hồi nhỏ, tôi sát sinh rất nhiều, chuyên hành hạ các loài vật nhỏ, khiến chúng tàn tật. Còn cho rằng, làm như vậy chẳng ăn nhầm chi hết. Mặc dù có một số côn trùng là do người nhà sai tôi giết, nhưng chung quy vẫn là tôi thực hiện. Vậy tôi trốn sao cho thoát báo ứng nhân quả này đây? Tôi rất ưa ăn cá thịt, hải sản tươi sống, khó thể ăn chay. Do vô tri thiếu hiểu biết nên tôi phạm rất nhiều tội. Loài vật chết vì tay tôi không đếm được, nợ oan trái đầy, tôi không biết làm sao mà trả hết. Có lẽ do nghiệp lực chiêu cảm, hoặc do ác nghiệp đời trước của bản thân tôi khó sửa. Thuở ngu si vì không biết Phật Pháp nên tôi đã tạo tội ác mù trời. Do vậy mà tôi thường mộng thấy vô số côn trùng, cũng mộng thấy mình biến thành những con vật mà tôi từng giết ăn hầm nấu. Những ác mộng này nếu không khủng bố ám ảnh đến độ tôi kinh tâm khiếp đảm thì ắt tôi chẳng thể nhớ rõ hết như vậy đâu. Tôi đem cuộc đời mình kể ra cho quý vị nghe để chứng minh rằng sống phóng túng, tà dục, làm ác, vân vân là từ hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp của mình, khiến việc việc chẳng thuận lợi, vận khí tồi tệ, quan hệ giao tế không tốt, gặp toàn bạn bất lương, gia đình không ngừng xào xáo, sự nghiệp khó thành công. Có nhiều, rất nhiều việc đều do tôi tự đọa lạc mà chiêu cảm, bởi vì tôi gạt tiền rất nhiều nam sinh, cho nên khi tôi chụp xong album quảng cáo, thì công ty lẫn khách hàng lại lừa tôi. Sau này, tôi không dám bàn tới tình yêu, bởi một kẻ như tôi khó mà gặp được người tốt. Đã làm sai thì phải dám gánh hậu quả, mà hậu quả tôi phải trả chính là tôi mất hết tất cả hạnh phúc của một con người bình thường. Không một ai có thể thương tôi và sống rất khó khăn. Bởi do tôi kiếm tiền không sạch sẽ, tự đem phúc báo vốn có của mình hủy diệt hết. Cho nên chỗ chỗ tôi tìm việc đều không như ý. Bây giờ muốn được làm một người bình thường cũng khó. Hiện tại mỗi khi nhìn các bạn của tôi sống hạnh phúc, tôi chỉ có thể đứng nhìn và chảy nước mắt. Tôi không có quyền mong cầu gì cả. Tất cả đều do tôi mộng cao, tham dữ, ham quyền uy địa vị, mới lầm lạc đến nỗi bị báo ứng. Giờ muốn làm một người bình thường cũng không được. Nếu như ban sơ tôi không sống tệ, thì có lẽ tôi đã có được hạnh phúc bình dị. Hiện thời sức khỏe của tôi bị hủy hoại, trí nhớ cũng giảm nhiều, dung mạo biến thành xấu xí, tiền đồ là một phiến mịt mờ, lúc nào cũng sợ những việc xấu mình làm bị bại lộ. Bên cạnh tôi không có người bạn bè thật tâm, không có người thương yêu, không ai thương nổi tôi. Một kẻ sa cơ đến bước này, mất đi tất cả mọi sự tốt đẹp nhất, còn gì thảm hơn nữa. Tôi lúc nào cũng muốn kết thúc mạng sống dơ bẩn của mình. Không những mọi người, mà ngay cả chính tôi cũng khinh rẻ mình. Thử hỏi, sống mà trên thế giới này chẳng có ai thật lòng yêu bạn. Những người chung quanh khi biết rõ sự thật về bạn đều chán ghét, khinh rẻ. Thì cho dù bạn đoạt được nhiều thành công đi nữa, cuộc sống này cũng đâu còn ý nghĩa gì. Tôi nhận ra tương quan trên đời này không ngoài bốn điều: thiếu nợ, đòi nợ, đền ân, báo oán. Tôi tự biết mình tội lỗi sâu nặng, xin mượn án văn này thay cho lời sám hối, mong giảm bớt trọng tội, hy vọng được chư Phật Bồ Tát và mọi người chúc phúc cho, khiến tôi không đọa địa ngục. Tôi đã hủy mình bằng ác nghiệp, mong mọi người hãy lấy đây làm gương, đừng sống như tôi. Bất kể việc cái gì, ngàn vạn lần bạn không nên diễn xét, đừng bán hình ảnh, thân thể và linh hồn mình. Những khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ cần bạn chịu hành thiện thì có thể cải đổi số mệnh. Bây giờ, mặc dù mỗi tháng tôi thu nhập chỉ có vài trăm, thậm chí còn phải nhờ vào vay mượn đồ Nhật, nhưng nội tâm của tôi an tĩnh, tươi vui, chẳng còn bị lương tâm quở trách. Nếu bạn hỏi tôi hiện giờ còn thấy gì khó chịu, thì chính là những việc xấu ngày xưa tôi từng làm,
tất cả đều in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể ngẩng đầu lên làm người. Hy vọng quý vị xem bài viết về tôi xong sẽ tỉnh ngộ, sống lành. Người sám hối. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây luân hồi thì rất là phiền. Lục đạo luân hồi đó là, lục đạo là cõi trời, Atula cõi người, rồi địa ngục là quỷ súc sanh. Trong lục đạo thường chúng ta bị đọa tam ác đạo nhiều hơn, thời gian rất là lâu dài. Tạp đồ một khi vào rồi, trăm ngàn kiếp một khi bước vào, muốn thoát thân rất khó, rất là khổ. Chớ bao giờ tạo những nghiệp của địa ngục. Nghiệp của địa ngục là gì? Là dễ nóng giận. Quý vị xem địa ngục là như thế nào? Khắp nơi đều là lửa. Có địa ngục biến tướng đồ là do thầy Phương Trật Tử vẽ. Với địa ngục toàn bộ khắp nơi đều là lửa cháy. Lửa đó từ đâu ra? Thế do cái tâm niệm của con người tạo ra. Con người mà khi nóng giận, quý vị xem cái mặt của họ nó đỏ rình, toàn thân phát nhiệt. Lửa đó là lửa gì? Lửa địa ngục, tương ưng với địa ngục. Làm cách nào đi về địa ngục? Không phải ông Diêm Vương bắt mình đi, tự mình cảm ứng mà đi về đó, gọi là tự tạo thì tự chịu. Không ai chi phối ta, tự mình tạo, tự mình đi lãnh. Phật giáo không hề nói có một vị sáng tạo nào, một vị nào thống trị. Phật giáo không hề nói điều này. Phật giáo nói chủ tể, mình là chủ tể, tự mình quản lý mình. Việc này nó khác với những tôn giáo khác, nói rằng Thượng Đế là đang quản lý. Phật giáo không hề nói vậy. Cho nên Phật giáo không phải là tôn giáo. Và tự mình quyết định vận mạng của mình. Địa ngục cũng là tự mình tạo mà tự mình chui vào đó. Cho nên khi chúng ta nổi cơn nóng giận lên, phải mau mau giác ngộ. Chúng ta nhớ, đây là ngọn lửa địa ngục để đẩy chúng ta vào địa ngục đây. Mau mau quay đầu trở lại, đừng có nóng giận nữa. Quay đầu là bến, chỉ cần niệm Phật là quay đầu, thì ngọn lửa địa ngục đó sẽ tiêu diệt đi. Cho nên phải giác ngộ, giác ngộ cho nhanh. Làm cách nào để giác? Niệm Phật là giác. Niệm Phật là quay đầu trở lại. Nếu thấy gì mà chúng ta ưa thích, rất là muốn đạt được, đó là tầm tham. Tham thì về đâu? Về cõi ngạ quỷ, làm quỷ đói. Có nhiều người nói chết thì thành ma. Tôi nói đó không đúng hẳn. Thì trong lục đạo nó có thể nào chết là đi làm ma hết, nhưng nó vẫn có lý của nó. Vì sao vậy? Bởi vì người chết là ma nhiều lắm. Vì sao vậy? Vì con người tâm tham nhiều, cái gì cũng ôm không buông nổi. Tiền bạc, tài sản, chồng con, gia đình, con cái không buông nổi, sau cùng đi về quỷ đạo, làm quỷ, làm ma. Tâm tham làm ngã quỷ là vậy. Còn ngu si thì làm súc sanh. Ngu si là không biết phân biệt cái gì là đúng, cái nào là sai, nào tà, cái nào chánh, cái nào đúng, cái nào giả, cũng không biết phân biệt. Ngày nay chúng ta nói Phật Pháp, thì người họ nói Phật Pháp là giả. Họ đi tin tà sư ngoại đạo, thì tương lai phải về xuất sanh đạo mà thôi.
Mỗi một cõi đều có nhân của nó. Nhân đó là do tự mình tạo, tự mình đi về đó. Không nên trách Thượng Đế hay trách ai. Cũng không thể trách Phật Bồ Tát, các ngài không liên can gì đến việc này. Phật Bồ Tát rất từ bi, lúc nào cũng cứu độ mình mà hướng dẫn cho mình. Vấn đề là chúng ta phải biết lựa chọn mà đi. Bây giờ chúng ta biết rồi, tạo tham sân si là tam độc phiền não, tương lai xứng tam ác đạo, rất là phiền. Trong quá khứ có một người, người này rất nổi tiếng ở Trung Quốc gần đây. Người này là Trương Thái Diêm, một văn nhân nổi tiếng. Người này đã từng đi xuống Dương Cương làm phán quan, chỉ là đi làm thế. Một vị phán quan họ xin nghỉ phép, ở dưới tìm không được người thì mới mời ông này xuống làm. Cũng có nguyên nhân vì sao ông ta xuống dưới làm phán quan. Lúc bây giờ ông này gặp một việc, là tới ông Tiên Thế Khải làm vua. Khi Thanh Triều bị tiêu diệt, ông Nguyên Thế Khải muốn làm vua trở lại, bị mọi người chửi mắng. Người ta mới lật đổ vua, mà bây giờ ông lại tiếp tục muốn làm hoàng đế chế, là chế độ vua. Ai cũng chửi mắng, chỉ có ông Trương Thái Diêm có lúc là lúc bây giờ có sức ảnh hưởng rất lớn, mà ông không thèm chửi. Người ta mới hỏi vì sao ông không chửi. Ông Nguyên Thế Khải không đáng để cho tôi chửi. Người ta còn chửi mình, tức là còn xem trọng mình. Đến khi chửi cũng không xứng đáng để chửi, thì thật là tệ. Nguyên Thế Khải nghe xong mới bắt ông này phải chửi. Không chửi không được. Ông không đáng để cho tôi chửi. Nguyên Thế Khải tức quá, nó nhốt ông này lại, nhốt trong ngục tù, ông cũng nhất định không chửi. Hơn một tháng, sau cùng cũng phải thả thôi, vì người ta đâu có tội, người ta không chịu chửi mình thôi mà. Sau khi thả ra, mặc dù miệng không chửi, nhưng mà trong lòng rất là hận, rất là hận Nguyên Thế Khải. Đó là sân, hận rất là sân. Sân thì tương ứng với cái lửa địa ngục, nhưng mà cái sự sân này không vì cá nhân, mà vì quốc gia, vì là bá tánh mà sân. Thì cảm ứng thế nào? Cảm ứng làm phán quan ở dưới địa ngục. Phán quan chính là pháp quan của mình đây. Cái nghiệp lực nó rất là phức tạp. Cảm ứng cái lửa địa ngục, nhưng là cái sân đó là vì bá tánh, cho nên làm thần ở dưới địa ngục, làm quan dưới địa ngục. Phán quan thì phán án. Ông thường nghe người ta nói có một cái loại địa ngục là ôm cột đồng đốt cháy nóng, bắt tội nhân ôm vào đó để toàn thân nát rã. Khổ cái là dưới địa ngục không phải chỉ chết rồi là hết, gió thổi qua thì sống trở lại, sống trở lại họ là quên mất rồi. Thấy cái cột đồng cháy nóng kia, tưởng đâu là người đẹp, gái đẹp, rồi lại ôm vào, rồi tiếp tục bị cháy rã toàn thân. Cứ như thế, một ngày cả ngàn, cả vạn lần chết, cả vạn lần sống. Ở địa ngục mà muốn chết không dễ. Sau khi ông nghe xong mới nói với Ngài Đông Nhạc Đại Đế, giống như tỉnh trưởng ở đây vậy đó.
ông mới nói với Đông Nhạc Đại Đế rằng nghe nói có cái loại địa ngục như thế rất là tàn nhẫn, bắt tội nhân cứ phải ôm rồi chết, chết rồi sống rồi ôm nữa, để cháy nát toàn thân. Xin Đông Nhạc Đại Đế có thể hủy cái tội trạng, cái cách hành tội này không? Đông Nhạc Đại Đế nói, được rồi, ngày mai cho hai tiểu quỷ dẫn ông đi xem cái địa ngục đó, ông trở về đây hãy nghiên cứu sau. Hai tiểu quỷ mới dẫn ông đi. Tiểu quỷ mới nói, phía đằng trước đó chính là loại địa ngục này. Ông Trương Thái Diêm nói, tôi đâu có thấy đâu. Thì ngay trước mặt ông đó, thì sao ông không thấy? Lúc đó Trương Thái Diêm mới tỉnh ngộ, giác ngộ, mới ngộ ra trong lời kinh Phật nói, nhất thiết duy tâm tạo. Địa ngục, tội nhân bị hình phạt, bị tàn nhẫn tàn khốc như vậy cũng do tâm tạo, do cái tâm của tội nhân đó tạo ra và biến hiện địa ngục như vậy. Còn ông Trương Thái Diêm không có cái nghiệp đó, không có tạo cái tội đó, không thấy cái địa ngục đó. Cho nên chúng ta hiểu, tự mình tạo thì tự mình phải chịu. Giống như cái người nằm mơ, ban ngày làm chuyện xấu ác nhiều, tối ngủ hay bị ác mộng, thấy người đến rượt giết mình. Cái người mà nằm mơ đó phải thật sự có người đến giết mình không? Do cái tâm biến hiện ra giấc mơ mà thôi. Còn người tốt thì đương nhiên có mộng lành về thiên cung, hoặc là đến những cái nơi rất là vui đẹp. Phải người đó biến ra không? Đâu phải, là do cái tâm người này tốt mà cảm chiêu lấy giấc mơ tốt như vậy. Nhất thiết duy tâm tạo. Bây giờ biết rồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh lục đạo là do tâm của chúng ta biến ra. Ngày hôm qua chúng tôi làm tam thời hệ niệm, trong đó có một câu nói rất có ý nghĩa, không biết quý vị có để ý không. Ngài đứng ra đại sư nói, trong mộng rõ ràng có sáu cõi. Sau khi giác ngộ, trời không chẳng có gì. Chỉ cần quý vị giác ngộ, cái gì cũng không có, chỉ là một giấc mơ thôi. Bây giờ chúng ta giống như người đang nằm mơ. Ngày nào đó chúng ta tỉnh ngộ rồi mới biết, thế ra chúng ta trong lục đạo là đang nằm mơ. Khi nào tỉnh? Xin thưa quý vị, mau mau niệm A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Người trên thế giới cực lạc nhìn chúng ta là đang nằm mơ. Người thì được giấc mơ lành, người thì bị ác mộng. Người giấc mơ lành là cuộc sống cũng thoải mái, người ác mộng là người sống khổ đau. Ngày nay chúng ta tu hành là muốn thành con người tỉnh mộng. Người mà tỉnh mộng thì những gì trong giấc mơ không còn nữa. Bây giờ chúng ta muốn giải quyết những việc trong giấc mơ kia thì phải mau mau niệm A Di Đà Phật. Trở lại chuyện ông Trương Thái Diêm, khi trở lại gặp Đông Nhạc Đại Đế, không còn nói gì nữa, biết rằng nhất thiết duy tâm tạo, không quan hệ gì với Đông Nhạc Đại Đế. Ông làm phán quan dưới địa ngục, gặp rất nhiều chuyện rất hay. Ông nói ông gặp nhiều người ngoại quốc, đó là con ma Tây Phương. Ở dưới họ nói chuyện không có cần phải phiên dịch, gặp nhau là thông ngay. Họ mỗi người nói cái tiếng của mình, nhưng mà đối phương đều nghe hiểu.
Còn chúng ta ở đây, người Tàu với người Việt phải có phiên dịch. Ở dưới cũng có thể xin phép, có được bánh lương. Có thể đó là tiền vàng bạc ở dưới. Làm việc ở dưới, không cần lãnh lương, khi nào mệt thì xin phép. Thì khi nào ông ở nhân gian, ông muốn xin phép, ông chỉ cần ở trước cửa nhà đốt một cái giấy vàng thì ông không cần xuống đây. Ông là người thích văn học, cho nên ông gặp nhiều người văn học ở dưới địa ngục. Hơn 1000 mấy năm vẫn còn là ma. Thọ mạng của ma là ngàn tuế, ngàn tuế. Khi ông còn trẻ, ông đọc sách của những văn nhân, bây giờ những người đó vẫn còn ở trong quỷ đạo. Ngày nay, chúng ta được làm thân người thật sự rất là đáng quý. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Thân người khó được đã đạt được, Phật Pháp khó gặp nay đã gặp. Đời này không đem thân này độ, chờ đến bao giờ mới độ thân này? Lúc này làm người là lúc tốt nhất, được thân người là Phật Pháp, là tinh tịnh độ. Tịnh độ khó tin, quý vị chớ nghĩ tịnh độ dễ tin. Rất nhiều người không tin. Như Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong kinh, đây gọi là năng tính trì pháp. Nhưng tu thì rất là dễ tu, chỉ cần quý vị chịu tin và niệm Phật là thành công. Nhưng đa số người hay hoài nghi. Có bao nhiêu người tin tưởng? Ngài Hạ Liên Cư nói, trong 1 vạn người, chỉ 1-2 người tin. Cho thấy pháp này thật là khó tin. Và quý vị nay đã chịu tin, thật là đáng quý. Quý vị không phải là phàm phu nữa, như trong kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị đời trước đã tu nhiều rồi, tu nhiều lắm rồi, cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Ngày nay mới gặp được Phật Pháp. Thậm chí có nhiều người nghe câu Phật hiệu là cảm động, cảm xúc đến nước mắt chảy ròng. Không phải là người thường. Đời trước đã tu nhiều rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta không nên tiếp tục đây luân hồi nữa. Hy vọng ngay đời này phải có kết quả. Hy vọng ngay đời này niệm Phật bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu khi lâm chung còn không buông nổi thì lại tiếp tục ở đây luân hồi nữa, và là phiền lắm. Bây giờ, ngay bây giờ phải tập buông đi. Quý vị không buông cũng không được, chết mang gì theo. Cho nên ngay bây giờ phải tập mỗi ngày buông một chút. Buông đến sau cùng, buông hết vạn duyên, lão thật niệm Phật thì mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cảm ứng đạo giao với Phật Di Đà. Chúng ta tu pháp môn này, quan trọng là tu tâm thanh tịnh. Thân thể dơ giấy, thiếu nữ thanh xuân có đẹp mấy đi nữa, thật sự chứa bên trong là những thứ dơ bẩn. Bên trong là cái gì? Dưới lớp da là máu và thịt. Máu thịt này các vị xem, lấy ra ngoài để 2 hôm là đã thối rồi, phải không? Bên trong phần máu thịt này là cái gì? Là lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng này chứa cái gì? Phân gì nước tiểu, là những thứ su uế, đồ ăn vào rồi bài tiết ra đều hôi thối. Cho nên các vị xem, chúng tôi nói thân người là những thứ gì? Là một cỗ máy sản xuất phân, chuyên môn sản xuất cái này. Thức ăn có ngon, có tuyệt vời mấy đi nữa, khi ăn vào rồi, lúc tẩy ra đều là hôi thối. Bất luận là khuôn mặt của các vị có xinh đẹp bao nhiêu cũng chỉ là giả. Nếu các vị đi đến phòng giải phẫu để xem, có những người diện mạo xinh đẹp như thế nào đi nữa, những thiếu nữ tự tử vì thất tình,
bị bộ phận pháp y cắt từ trên đầu cắt lồng ngực ra, lấy hết phần ruột ra. Các vị liền xem cái thi thể này, các vị liền nghĩ cái diện mạo đẹp đẽ ngày nào. Bây giờ còn đâu nữa? Có cái gì đáng để ham thích chứ? Huống hồ tuổi thanh xuân của đời người không thể tồn tại mãi, nhất định sẽ già bệnh chết. Lúc bị bệnh thì toàn thân chỉ là da bọc xương, tóc tai rối bời, mắt thì lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thì muốn buồn nôn rồi, ngay cả đến gần cũng chẳng dám. Lại xem đến lúc chết thì càng đáng sợ hơn. Sau khi chết 3 ngày, cái thi thể này thối chịu không nổi, vậy thì ruồi bay đến, ấu trùng dòi bọ từ từ xuất hiện. Qua thêm mấy hôm nữa, chúng đục thành từng lỗ từng lỗ. Đến chó quan cũng chẳng thèm ăn thịt cô gái này nữa. Các vị nói xem cái thi thể này đáng yêu ở chỗ nào? Cứ thường xuyên quán như thế này thì có lợi ích gì? Làm cho tâm dâm dục của chúng ta hạ xuống. Chính là ở nơi xứ quế đó, đừng cho nó thơm tho, đẹp đẽ, đừng cho nó là thanh khiết. Cô gái đó cũng hoàn toàn là một vật bất tịnh, phải tránh xa. Thân thể dơ giấy, thiếu nữ thanh xuân có đẹp mấy đi nữa, thật sự chứa bên trong là những thứ dơ bẩn. Bên trong là cái gì? Dưới lớp da là máu và thịt. Máu thịt này các vị xem, lấy ra ngoài để 2 hôm là đã thối rồi, phải không? Bên trong phần máu thịt này là cái gì? Là lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng này chứa cái gì? Phân gì nước tiểu, là những thứ su uế, đồ ăn vào rồi bài tiết ra đều hôi thối. Cho nên các vị xem, chúng tôi nói thân người là những thứ gì? Là một cỗ máy sản xuất phân, chuyên môn sản xuất cái này. Thức ăn có ngon, có tuyệt vời mấy đi nữa, khi ăn vào rồi, lúc tẩy ra đều là hôi thối. Bất luận là khuôn mặt của các vị có xinh đẹp bao nhiêu, cũng chỉ là giả. Nếu các vị đi đến phòng giải phẫu để xem, có những người diện mạo xinh đẹp như thế nào đi nữa, những thiếu nữ tự tử vì thất tình, bị bộ phận pháp y cắt từ trên đầu cắt lồng ngực ra, lấy hết phần ruột ra. Các vị liền xem cái thi thể này, các vị liền nghĩ cái diện mạo đẹp đẽ ngày nào? Bây giờ còn đâu nữa? Có cái gì đáng để ham thích chứ? Huống hồ tuổi thanh xuân của đời người không thể tồn tại mãi, nhất định sẽ già bệnh chết. Lúc bị bệnh thì toàn thân chỉ là da bọc xương, tóc tai rối bời, mắt thì lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thì muốn buồn nôn rồi, ngay cả đến gần cũng chẳng dám. Lại xem đến lúc chết thì càng đáng sợ hơn. Sau khi chết 3 ngày, cái thi thể này thối chịu không nổi, vậy thì ruồi bay đến, ấu trùng dòi bọ từ từ xuất hiện. Qua thêm mấy hôm nữa, chúng đục thành từng lỗ từng lỗ. Đến chó quan cũng chẳng thèm ăn thịt cô gái này nữa. Các vị nói xem cái thi thể này đáng yêu ở chỗ nào? Cứ thường xuyên quán như thế này thì có lợi ích gì? Làm cho tâm dâm dục của chúng ta hạ xuống. Chính là ở nơi xứ quế đó, đừng cho nó thơm tho, đẹp đẽ, đừng cho nó là thanh khiết. Cô gái đó cũng hoàn toàn là một vật bất tịnh, phải tránh xa. Khi ta thấy rõ những thứ ô uế trong cơ thể họ, rồi thì lòng ham muốn không còn nổi lên nữa. Thứ nhất, lấy khoảng thời gian khi thức dậy để quán tưởng. Thầm nhớ sau khi thức dậy, hai mắt vẫn chưa thấy rõ, chưa đánh răng súc miệng. Lúc này miệng dính đầy chất nhầy, chất màu vàng trên lưỡi dồn lại, ô uế không chịu nổi. Nên nghĩ rằng dù người con gái đẹp tuyệt trần, cho dù miệng cô gái đó tròn trịa như quả anh đào, nhưng khi chưa tô son thì cũng như miệng ta khi mới thức dậy vậy. Thứ hai, dùng cảnh tượng sau khi say để quán tưởng. Hãy tưởng tượng sau khi ta uống rượu quá say, lộn gan lộn ruột,
sáng sớm hôm sau nôn mửa, ói ra tất cả những thứ chưa kịp tiêu hóa. Chó đói tìm đến cũng không thèm ngửi, vẫy đuôi bỏ đi. Nên nghĩ dù có người con gái đẹp rót rượu, ngọc nữ bưng thức ăn đến, khi cổ bàn bày la liệt, ruột gan ta cũng như thế. Thứ ba, quán tưởng khi ta bệnh. Hãy tưởng khi bị bệnh nằm trên giường, sau khi khỏi bệnh mặt mũi đen nhẽn, hình dáng gầy gò hoặc bị lở loét thối rữa, máu mủ chảy tràn, hôi hám không thể đến gần. Nên nghĩ rằng cho dù người con gái là một trang quốc sắc thiên hương, cho dù vẫn còn trẻ đẹp, nhưng một ngày mắc bệnh thì hình dáng họ cũng như thế. Thứ tư, dùng nhà xí để quán tưởng. Hãy tưởng tượng tất cả phẫn giải bị dồn lại trong ống thông nhà xí, tất cả những loại dòi bọ vây quanh. Nên nghĩ cho dù người con gái có đẹp đẽ rực rỡ, cho dù họ có ướp xạ sông hương, dùng hoa nấu nước để tắm, nhưng thức ăn tiêu hóa sau khi ăn uống xong cũng giống như thế. Quán tưởng chính điều. Sau khi thực hành phép quán này thành tựu, ta mới thấy được vô số những cảnh trạng thảm thương cơ thể mình sau khi mất. Đó là phương pháp để cắt đứt lòng ham muốn yêu thương. Khi mọi người nghĩ đến ngày mình chết thì lòng ham muốn liền lắng dịu. Người không trí nếu nghe những chuyện này thì buồn bã khóc lóc, nhưng sau trăm năm nữa cũng đều chết cả. Chính điều quán tưởng của Bồ Tát, đó là bến bờ của bể khổ. Thứ nhất, quán tưởng lúc mình vừa mất. Hãy quán xét kỹ càng một người vừa mất, đang nằm ngây đơ, cơ thể lạnh ngắt, không còn cảm giác. Nên nghĩ thân tham tài luyến sắc của ta sau này cũng như thế, lúc đó lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ hai, tưởng tượng nước xanh ứa ra. Hãy tưởng tượng xác chết chưa tẩm liệm từ 1 đến 7 ngày, mùi hôi nồng nặc quyện thành nước bắt đầu chuyển sang màu sậm, rất đáng sợ. Nên nghĩ rằng thân thể đẹp đẽ của ta đây, sau này cũng giống như vậy, lúc đó lòng dâm dục liền biến mất. Thứ ba, nghĩ tương máu mủ. Hãy tưởng tượng xác người chết bắt đầu rửa ra, thịt nát thành mủ, nhỏ ra từng giọt, ruột gan thối rữa. Nên nghĩ thân phong lưu đẹp đẽ của ta trong tương lai cũng không khác gì thân đó, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ tư, chất nhầy tiết ra. Hãy nghĩ một xác chết thối rữa đã quá lâu, nước màu vàng bắt đầu ứa ra, hôi hám không chịu nổi. Nên nghĩ cơ thể thơm tho của ta trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ năm, sâu dòi rút rỉa. Hãy nghĩ rằng khi thịt thối rữa lâu ngày, dòi bò sinh ra đầy cơ thể rút rỉa khắp nơi, trong các khớp xương đều như những tổ ong. Nên nghĩ rằng thân thể bạn bè loan phường trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ sáu, gân buộc. Hãy nghĩ khi xác chết rã ra, da thịt rụng rời chỉ còn lại gân buộc những đốt xương, như dây buộc củi để khỏi rơi rớt. Nên nghĩ sau này thân ta cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ bảy, quán tưởng xương rời ra. Quán tưởng xác chết khi gân đứt rã, các đốt xương vung vãi khắp nơi, không nằm với nhau một chỗ. Nên tưởng tượng sau này cơ thể của ta cũng như thế, thì lòng ham muốn liền bớt đi. Thứ tám, quán tưởng cháy đen. Quán tưởng xác chết bị lửa đốt cháy, co rúm trên đất, có thứ chín, có thứ vẫn còn sống, mắt không dám nhìn. Nên nghĩ thân văn chương cái thế của ta trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm liền nhẹ bớt. Thứ chín, quán tưởng xương khô. Quán tưởng khi quật mộ lên, xương cốt giải nắng dầm xương nên có màu trắng hay màu vàng sẫm. Các loài thú và con người dẫm đạp lên, nên nghĩ thân chóng già của ta sau này cũng như thế, lúc đó lòng dâm liền nhẹ bớt. Thứ mười, dẫn chứng kinh sách. Kinh Niết Bàn nói, khi Bồ Tát tu phép quán chết chóc,
Họ thấy mạng sống đó có vô lượng những oán thù vây quanh, mỗi niệm đều hao mòn, không còn phát triển, như nước từ núi đổ xuống không bao giờ ngưng nghỉ, giống như giọt sương sớm không giữ được lâu, như người bị tội tử hình đi về phía chợ, mỗi bước đi là đến gần cái chết, như những loài dê trâu bị kéo về phía lò mổ. Cảnh tỉnh những người tại gia. Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp nói: nữ sắc là xiềng xích trong thế gian, người phàm tham đắm rồi không thể thoát ra được. Nữ sắc chính là tai họa của thế gian, người phàm dính vào đến chết cũng không tránh được. Nữ sắc là tai họa suy đồi của thế gian, người phàm gặp phải không tai nạn nào không mắc. Người tu hành đã xả bỏ được nó mà lại nhớ nghĩ, thì những người này như những người được ra khỏi lao tù lại muốn trở vào. Từ điên cuồng được tỉnh lại muốn điên lại. Kinh lại nói: lời người phụ nữ như mật ong, nhưng tâm họ như thuốc độc, giống như khe suối lặng lẽ, nhưng trong đó có long dao đang trú ngụ, như núi châu báu, trong đó có sư tử đang rình rập. Gia đình đảo lộn đều do người phụ nữ, tôn tộc tan nát. Tội của người nữ, họ chính là những tên giặc âm thầm giết hết trí tuệ loài người, giống như tấm lưới giăng cao, không một con chim nào lọt, lại như lưới cá dày, một khi tôm cá dính vào thì khó sống được. Vì thế, người trí biết được điều đó nên xa lánh, không để nó làm mê mờ. Kinh Đại Bảo Tích viết: nên biết phụ nữ là cội nguồn của mọi thứ khổ não, là cội nguồn của mọi chướng ngại, là cội nguồn của mọi thứ chết chóc, là cội nguồn của những ràng buộc, là cội nguồn của mọi thù hằn, là cội nguồn của mọi thứ ngu muội. Nên biết phụ nữ là người làm mờ mắt tuệ của các bậc thánh. Nên biết phụ nữ là cánh hoa sắc nóng bay khắp mọi nơi, chân ta có thể dẫm phải. Kinh lại nói: sao có tên phụ nữ? Phụ có nghĩa gánh nặng, nó khiến tất cả chúng sinh mang gánh nặng trên vai đi khắp mọi nơi. Kinh lại nói: ta xem trong hàng nghìn thế giới, oán kết lớn nhất đó là các thứ ham muốn về thê thiếp, sắc dục. Vì họ bị những thứ sắc dục đó ràng buộc trong các pháp lành, nó là thứ gây trở ngại thứ nhất. Kinh Tứ Thập Nhị Chương viết: người bị những thứ ruộng nhà, ao hồ và sắc dục trói buộc còn khổ hơn cả bị nhốt trong lao tù. Trong lao tù còn có ngày được thả, nhưng bị vợ con trói buộc thì không còn hy vọng ngày thoát ra. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã viết: người tại gia gặp phụ nữ thì lòng họ không vui vẻ, thường lo lắng, giống như có người đi trong đầm hoang, sợ giặc cướp bóc. Sáu chương. Chương đầu, chương thứ nhất, chương thứ hai là nói chung về sự nguy hại của nữ sắc. Chương thứ tư và thứ năm nói chúng sinh bị sắc dục trói buộc. Chương cuối nói đến chuyện do lo lắng nên sau đó mọi người đều tu tập pháp môn quán tưởng, công phu rất tỉ mỉ, cần phải lắng lòng quán chiếu đến lúc thuần thục mới có thể cắt đứt nguồn gốc dâm dục. Quán tưởng bào thai như ngục tối. Khi quán pháp này thành tựu, hành giả thấy rõ những cảnh tượng đau khổ trong bào thai, đó là chỗ đầu tiên để ta chấm dứt dâm dục. Lúc cha mẹ chưa sinh, ta đang ở đâu? Chỉ vì khi đầu thai thấy dục nên sinh tâm ham muốn. Khi lòng dục nổi lên, liền bị tinh cha huyết mẹ vây kín. Từ trong 10 tháng đó, lần lượt trả nợ đời trước. Lúc mẹ ăn những thứ cay nóng, ta thấy mình như chịu nước sôi. Khi mẹ ăn những thức ăn nguội lạnh, ta như nằm trên đống băng. Khi bụng đã đầy tràn, trên đầu như treo túi sắt. Khi bụng không thứ gì, ta như lơ lửng trong hang, không nơi nương tựa. Khi sắp sinh, cha kinh mẹ cũng khiếp, bà con vây quanh giường cúi đầu vái trời đất. Thân ta như kẹp giữa hai hòn núi lơ lửng khó thoát ra. Lúc đó, bà đỡ cầm đầu ta kéo như kéo giải băng.
da non chạm tay bà đau như bị dao cắt, mở miệng liền khóc thét, thống khổ không chịu nổi. Nhưng những người xung quanh không hiểu được điều này lại vỗ tay vui mừng. Há biết rằng những người tán thưởng đó ngày xưa cũng lâm tình cảnh như thế này, trong đêm nên suy nghĩ, chao ôi thật là lạ. Những lời này không phải tôi nói mà được trích trong kinh Ngũ Vương. Người phàm tham đắm nơi ái dục sẽ bị nó trói buộc trong vô lượng vô số kiếp, không ai có thể thay ta chịu khổ được. Muốn phá được thứ giặc phiền não đó, người trí phải bắt được tên cầm đầu. Tên cầm đầu đó là ma dâm. Khi ma dâm đó chết rồi thì đám quân lính của nó cũng thất bại. Đem những cảnh thê lương trong thai để nói đôi lời, mong tất cả mọi người trong đời sinh một lần này nữa thôi. Kinh Tu Hành Địa Đạo nói, khi thai được 7 ngày, ban đầu không có dấu hiệu gì, 27 ngày như ván bơ mỏng, 37 ngày như bơ sống, 47 ngày như bơ chín, 57 ngày như sữa sống, 67 ngày như miếng thịt, 70 ngày như cục thịt, 80 ngày thai đã cứng thành khối, 97 ngày thai biến thành 5 bóng nước, đó là 2 khuỷu tay, 2 xương đùi và gáy. 107 ngày tiếp tục sinh 5 bóng nước nữa, đó là 2 cổ tay, 2 cổ chân và đầu. 117 ngày lại sinh 26 bóng nước, đó là 10 ngón tay, 10 ngón chân, 2 mắt, 2 tai, 2 mũi và miệng. 127 ngày mụn nước đã sắp thành hình. 137 ngày ruột bắt đầu thành hình. 147 ngày ngũ tạng được hình thành. 157 ngày ruột già hình thành. 167 ngày ruột non hình thành. 177 ngày bao tử hình thành. 187 ngày 2 cơ quan nữa hình thành. 197 ngày hình thành các đốt xương cánh tay, cẳng chân. 207 ngày hình thành bộ phận sinh dục và vú. 217 ngày hình thành 300 khúc sụn như trái bầu mới nhú. 227 ngày như quả bầu chưa chín. 237 ngày cứng như trái hồ đào. 247 ngày hình thành 100 đường gân. 257 ngày hình thành 70.000 mạch máu. Nhưng chưa đầy đủ, 267 ngày như dáng ngó sen. 277 ngày hình thành 363 đường gân. 287 ngày mới hình thành bắp thịt. 297 ngày bắp thịt lớn dần. 307 ngày hình thành da. 317 ngày da bắt đầu dày lên. 327 ngày da đầy đủ. 337 ngày các chi tiết như tai, mũi, vai, ngón chân, ngón tay, đầu gối được hình thành. 347 ngày hình thành 99 vạn lỗ chân lông, tóc, râu, vân vân, nhưng chưa đầy đủ. 357 ngày các lỗ chân lông đã đầy đủ. 367 ngày hình thành móng tay, móng chân. 377 ngày bụng mẹ như có gió nổi lên, thông ra 7 lỗ trên cơ thể. 387 ngày tùy vào nghiệp thiện ác đời trước mà có mùi thơm hay thối, bắt đầu định hình đẹp hay xấu, sang hay hèn. Lúc này chưa đủ 9 tháng, chỉ dư 4 ngày. Sau 4 ngày gió đã thổi đến tận hài nhi, khiến nó quay ngược lại, đầu hướng về sản môn. Nếu nó là đứa có phước đức, liền tự nghĩ ta sẽ nhảy vào bồn tắm, hoặc đến nơi có hương thơm. Nếu nó là đứa bé do ác nghiệp sinh ra, nó sẽ nghĩ mình rơi vào núi đá, hoặc bị treo trên cây kiếm. Nghĩ đến đó nó buồn bã không vui, đến lúc ra khỏi thai mẹ, như bị hòn núi ép lại, đau khổ không thể tả. Vì vậy nó mê mờ, không biết đi đâu, về đâu. Lúc lớn lên, nhờ có không khí và thức ăn, cơ thể liền sinh 80 thứ trùng. Chi tiết có trong những phép quán sau này. Quán thân thể là nơi trú ngụ của vi trùng,
Khi quán phép này thành công, hành giả thấy đầy đủ những thứ vi trùng đang trú ngụ trong cơ thể. Đó là bước đầu bước vào phép quán này. Ô uế thay tấm thân này, vô số vi trùng tụ tập ẩn núp trong đó. Hình dáng nó nhỏ bé, người phàm không biết được, chỉ mắt người trí mới nhận ra. Nếu tĩnh tâm để quan sát, thấy nam nữ như những đứa trẻ đang chơi đùa. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ viết: trong sọ người có hai loại vi trùng đi lại trong hộp sọ, ăn não. Lại có loại trùng tên phóng dật ở trên đỉnh đầu gây tật bệnh cho người. Lại có loại trùng tóc ở ngoài xương sọ, thường ăn chân tóc. Lại có trùng tai, ăn những thứ cáu bẩn trong lỗ tai. Lại có trùng mũi, ăn những thứ cáu bẩn trong mũi. Lại có trùng mỡ, ở dưới lớp mỡ, khi nó nóng giận liền khiến người đau đầu. Lại có loại trùng uống nước bọt, ở cuốn lưỡi, khi nó nổi giận liền khiến miệng ta khô nóng. Lại có loại trùng thích ăn những thứ như thức ăn ở đầu lưỡi. Khi nhận được thức ăn ngon, nó liền ưa thích. Khi nhận được thức ăn không ngon, thân nó mềm nhũn ra. Lại có loại trùng lục vị, khi nó thích một thứ thức ăn nào thì ta cũng thích thức ăn đó. Lại có loại trùng chân răng ở trong răng, khi nó nổi giận liền khiến ta nhức răng. Lại có bốn loại trùng ở trong cổ họng, khi nước miếng tiết ra lung tung khi ta ăn uống, rồi đưa những thứ đó vào cuốn họng, trộn lại với tủy não khiến ta nôn mửa. Lại có loại trùng giữ hơi thở, khi nó nổi giận cổ họng ta bị tắc lại. Lại có hai thứ trùng kéo dài được sinh ra trong các đốt xương, khiến ta nhức nhối nơi các mạch máu. Lại có trùng gây phù thủng ở trong cơ thể, khi nó uống máu sẽ khiến ta phù thủng. Lại có loại trùng thích ngủ ở khắp thân thể, khi mệt nó về ở nơi tim thì ta sẽ buồn ngủ. Lại có 10 loại trùng đi khắp gan thận khiến ta sinh bệnh. Lại có 20 loại trùng đi lại trong tủy xương, khi nó uống tinh dịch thì lòng dục ta liền nổi lên. Lại có 20 loại trùng đi lại nơi bộ phận sinh dục khiến ta ốm yếu, bực bội, phần dưới cơ thể thường hôi hám. Lại có 10 loại trùng ở trong phẫn giải, hình dáng xấu xí, khiến người bị thổ tả hoặc khiến người bí bách. 80 loại trùng vừa kể đều có đủ tên và hình dáng, chi tiết được mô tả trong kinh điển, vì nhiều quá không nên kể ra. Quán không sạch sẽ. Khi thực hành phép quán này thành tựu, liền phát hiện ra tinh huyết nam nữ là những thứ ô uế. Vì thế, nó là phương tiện để đối trị những yếu tố làm nổi lên lòng dâm dục. Những chuyện khổ não trong thế gian đều do ái dục sinh ra. Nếu không cắt đứt lòng ái nhiễm, thì khi đối mặt với sắc dục liền khiếp sợ. Nước trong xương tiết ra, lửa lóe lên từ mắt, lòng hùng dũng biến mất, nghiệp đã nặng lại càng sâu hơn. Lúc thường vẫn giữ lễ, hoặc còn trọng thanh danh, nhưng đến khoảnh khắc đó thì không còn bàn đến chuyện liêm sĩ nữa, quỷ thần cũng không ngán, danh giáo cũng không kéo lại được. Trong cõi đời ô trọc mênh mang, ta liền bị ngục tù giam hãm. Những lời dạy của Thánh Hiền không còn dù trên giấy. May có lời dạy của Như Lai, mở rộng cửa cam lồ để dạy pháp quán không sạch sẽ. Khi quán phép này thành tựu rồi, thì lửa dục biến thành băng. Cho dù tiên nữ đang đứng trước mặt, cũng coi như kẻ đi sinh bị hủi, huống gì những người nữ phàm phu trong thế gian, vốn là cái bọc da. Không cần nói nhân quả, không cần những biện pháp trừng trị nghiêm ngặt. Khi thấy những thứ ô uế tích tụ lại như thế, thì ma dâm cũng không dám giành giật. Khi quán phép này được thành tựu, thì nguồn gốc dâm dục bị nhổ sạch. Từ trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta giống như bà Ma Đăng, dùng nhiều phương cách để khống chế. Khi nhìn thấy cảnh thì tâm liền sinh. Sau khi quán phép này xong, thì lòng tham muốn tự nhiên nhẹ nhõm. Hôm nay được chút giác ngộ, xin cúi đầu trước Đấng Thế Tôn. Trong đời tương lai xin được giết sạch ma dâm dục, rồi phân thân đi khắp các cõi nước, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.
Trương phu tử ở Am Băng dạy rõ ràng cho tôi rằng phải tu các pháp quán tưởng, giống như học cách nấu ăn. Khi đã thành thục rồi, không còn thấy cả thân trâu. Dùng dao 19 năm như vừa mới mài, cây kiếm giết ma của ta mài nhiều đã thành vàng, chém tất cả những con quỷ ẻo lả. Trong mắt của ta không ai đẹp cả, dù nàng Tây Thi quỳ dưới chân, ta cũng xem như bao da bọc xương cốt. 36 thứ đều là những thứ ô uế, hôi hám. Nếu không nói ra thì không ai hiểu, có thể thành ngu si. Nhân đây nói đôi lời, tuy còn thô lậu khó đọc, nhưng muốn nghĩa lý dân giả, để những người ít học nhất cũng có thể nghe được, nghe rồi sẽ nói lại cho những người khác, cùng nhau tác cạn dòng sông ái, để ánh sáng Phật Pháp chiếu soi, đánh tan những u ám của cuộc đời. Thứ nhất, hình dáng chung của nam nữ. Hãy quán xét tất cả người phàm phu đều được sinh ra bởi dâm dục, nên nguồn gốc không sạch, vốn là sự trộn lẫn tinh cha và huyết mẹ. Đó là chiều sự sinh ra không sạch, nằm ở giữa sinh tạng và thục tạng, đó là nơi chỗ sinh không sạch. Khi ở trong bào thai, chỉ biết uống huyết mẹ, đó là ăn những thứ không sạch. Khi đủ 10 tháng, sinh ra bằng đường sản môn, đó là từ khi mới chào đời không sạch. Máu mủ trong cơ thể từ trong 7 lỗ chảy ra, do đó cả cơ thể không sạch. Thứ hai, tướng căn người nữ ô uế. Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni viết, Đức Phật nói với A Nan, nên biết trong thân người nữ có 5 loại giòi mà người đàn ông không có. 5 loại giòi đó trú ngụ trong 2 đường, mỗi ổ trùng có 80 con, 2 đầu mỗi con có 2 miệng, miệng nào cũng sắc nhọn như lưỡi dao bằng sắt. Những con giòi này thường làm cho người phụ nữ bực bội rồi rút rỉa họ, khiến những người phụ nữ cử động. Thứ ba, tướng bụng nhơ nhớp của người nữ. Kinh Thiền Bí Yếu nói, khi người tu hành khởi lên lòng dục, thì cả ngày đêm họ đều nghĩ đến chuyện dâm dục như cứu đầu mình đang cháy, thì nên nhanh chóng ngăn cản ngay. Việc đầu tiên của phương pháp ngăn cản nó là quán tử tạng. Tử tạng nằm trên dưới sinh tạng và nằm trên thục tạng, có 90 lớp màng như bào thai heo chết, trong đó chứa đầy chất lỏng hôi hám, hình dáng như ruột ngựa, đầu tròn, đuôi nhọn, kéo dài đến sản môn. Chính giữa có 1.900 đốt nhỏ như đường gân trên lá chuối, xung quanh có 8 vạn ổ vi trùng bu bám. Khi người phụ nữ ăn uống vào, nó liền phân tán thành 404 mạch máu. Sau khi ăn xong, những thứ chúng nó nôn ra thành mủ có màu như máu. Lại có loại trùng nhỏ chạy nhảy trong đó, sau 1 tháng tích tụ không thể chứa được, vì thế người nữ có kinh nguyệt. Thứ tư, tướng thân thể của người đàn ông không sạch sẽ. Kinh lại nói, trong 404 mạch máu trong cơ thể người đàn ông đều xuất phát từ con mắt rồi chảy dài đến ruột, nằm dưới sinh tạng và trên thục tạng. Hai bên có mủ màu xanh sẫm như tinh dịch trâu rừng, hôi hám không chịu được. Khi gần đến âm hộ, nó chia thành 3 nhánh như đường gân trên tàu lá chuối, có 1.200 đường răng như thế. Mỗi đường gân đều có loại trùng gió nhỏ bằng sợi tơ, bên ngoài trùng gió có loại trùng màu sắc như sợi gân, độ 7.000-8.000 con như thế vây quanh thành hình vòng tròn. Khi mắt người đàn ông nhìn thấy nữ sắc, lòng họ nổi dậy ham muốn. Khi tâm sao động thì 404 mạch máu cũng chuyển động, tất cả 8 vạn ổ vi trùng đều há miệng, mắt nó phun nước. Nước đó có màu trắng xanh, hóa làm tinh dịch, chảy ra theo đường tiểu tiện. Thứ năm, tổng kết quán tưởng. Đức Phật nói với Xá Lợi Phất, nếu bốn chúng đệ tử xuất gia mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, muốn cầu giải thoát thì nên học phép quán này như được uống cam lộ. Nghĩ tưởng tử tạng, căn người phụ nữ,
các loài sâu dòi trong cơ thể người đàn ông đang há miệng giỏng tai, trợn mắt phun mủ. Ngồi yên lặng giữ hơi thở, quán tất cả những hiện tượng đó, nhớ rõ ràng như những hoa văn trên các ngón tay. Khi mở mắt, nhắm mắt đều thấy rõ ràng. Khi phép quán này thành tựu rồi, thì lòng tham dục liền được tiêu diệt. Dù con gái, con trai nhà trời cũng như người phun hủi. Thân này hay thân khác, cho đến tất cả chúng sinh trong cõi dục cũng như thế cả. Nếu nếm được loại thuốc này, đó mới là người trượng phu, làm vị thầy của trời, người, không bị nhấn chìm trong dòng sông ái. Nên biết những người này tuy chưa khỏi sinh tử, nhưng cơ thể họ đã ngát hương như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng trong của mọi người, lực sĩ vua rồng, trời ma hê thủ la cũng không sánh được họ. Thứ sáu, quyết định khuyến tu. Kinh Thiền Yếu Hao Dục nói, như một người bị giam trong ngục, bốn phía đều kín như bưng, chỉ còn một lỗ xí, không còn đường nào khác. Như người trúng tên độc, chỉ lấy phân bôi lên mới trị được, không còn thuốc khác, nên tư duy như thế để quán không sạch. Quán bốn khoảng thời gian nên tỉnh giác. Khi quán phép này thành tựu rồi, hành giả biết rõ cơ thể người hay ta đều do những chất hôi hám ô uế tạo thành. Đó là phương pháp tùy theo hoàn cảnh để trừ lòng ham muốn. Khi người phàm phu nghĩ đến dâm dục, mỗi kiếp họ đều có sự thay đổi. Kiếp trước làm thân người nữ, khi thấy đàn ông họ liền ham muốn. Đời này được làm đàn ông, thấy phụ nữ lại thích người nữ. Khi ta thấy rõ những thứ ô uế trong cơ thể họ, rồi thì lòng ham muốn không còn nổi lên nữa. Nếu con người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả, thì sẽ không dám tạo ác, mà sẽ tích cực hành thiện. Cho nên, có một học giả đời nhà Thanh, Trung Quốc, là tiên sinh Chu An Sĩ, đã nói, người người tin nhân quả, đất nước sẽ được đại trị. Người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn. Tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoằng dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền, truyền lại có thể thúc đẩy sự tịnh hóa nhân tâm, xã hội hài hòa, tiến đến đạt được hòa bình thế giới. Đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên, tri ân báo ân, cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta. Thứ nhất, nhân và quả tương ưng với nhau. Tính chất của nhân quả là tương đồng. Trồng thiện nhân nhất định sẽ có quả báo thiện, gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác, không hề lẫn lộn. Bộ lịch sử cổ nhất ở Trung Quốc là sách Thượng Thư có viết: người có lòng nhân ái, ắt sẽ gặp điều may. Kẻ thích việc xấu xa, ắt gặp sự hung hiểm. Như bóng đi theo hình, như tiếng vọng theo âm. Tương tự như vậy trong sách Châm Ngôn Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có dạy: hòa quản đi theo kẻ ác, nghĩa nhân sẽ được thiện báo. Trong sách Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo cũng có nói: người nhân nghĩa không gặp quả hại, kẻ ác thì chịu đầy tai ách. Trong sách Mahabharata của Ấn Độ giáo có nói: không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả. Kinh Koran của Hồi giáo nói: người hành thiện tự sẽ được lợi ích, kẻ làm ác tự sẽ thọ quả hại.
Thứ hai, trải qua thời gian mới kết thành quả. Từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian. Giống như gieo hạt giống, sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây, rồi mới ra hoa kết trái, không thể lập tức có quả ngay được. Cùng một đạo lý như vậy, khi người làm điều thiện hay điều ác, không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo, bắt buộc phải trải qua một thời gian tương đối dài thì quả báo mới hiện rõ. Rất nhiều người không tin nhân quả là vì không hiểu rõ nguyên lý này. Người ta thường nhìn thấy người tốt không được quả báo tốt, còn người ác thì không bị quả báo xấu. Thậm chí là người tốt còn bị quả báo xấu, trong khi người ác lại được hưởng điều tốt. Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng. Kỳ thực đây chỉ là cái nhìn tiễn cận của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn một phạm vi thời gian dài hơn, vài năm hoặc mấy mươi năm, thì sẽ thấy rất rõ ràng nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên có câu không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thiện ác đến sau cùng đều có quả báo, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Như tôi đã từng đề cập, có một số người tốt lại gặp chuyện không may. Kỳ thực đó là vì ác nhân mà trước đây họ gieo nó đã chín mùi trước rồi, cho nên họ nhận quả báo xấu trước. Con người làm ác lại được điều tốt đẹp là vì nhân thiện mà họ đã gieo trước đây, trổ quả trước, nên họ hưởng quả báo tốt trước. Trải qua một thời gian, sau khi những nghiệp báo cũ đã tiêu tan hết rồi, nghiệp báo mới sẽ hiện tiền. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nhân và quả thật sự là tương ưng. Đầu thế kỷ trước, ở Thượng Hải có một người rất giàu có, thích bố thí hành thiện, làm rất nhiều việc từ thiện. Nhưng đến lúc lâm chung rất là thống khổ, sau khi chết cũng bị đọa vào nơi không tốt. Mọi người nhìn thấy thì hoài nghi nhân quả báo ứng có sai sót. Sau đó phát hiện người nhà giàu này lúc sanh tiền làm quan trong triều đình, ông đã từng tham ô tiền triều đình, chẩn tay cứu dân bị đói, khiến cho rất nhiều người dân dùng thiên tai chịu bất hạnh chết vì đói. Ác nghiệp này vô cùng nặng, nên những việc làm từ thiện của ông sau này không thể đào bù đắp nổi. Đến khi ông ta lâm chung, ác nghiệp đã chín mùi, cho nên đã sản sinh ra báo ác. Thứ ba, nghiệp lực bất hoại. Nhân đã gieo không bao giờ hư hoại, cho dù trải qua thời gian bao lâu thì cũng phải có lúc nó sẽ kết thành quả. Sau khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác, cái nhân thiện ác hay còn gọi là chủng tử vẫn còn lưu lại ở trong tâm, không bị biến mất nửa chừng. Nghiệp thiện và ác cũng không thể triệt tiêu nhau, nhất định phải đến khi kết thành quả báo thiện ác thì nghiệp lực này mới tiêu mất. Trong kinh Đại Bảo Tích của nhà Phật có câu, dù cho trải qua trăm kiếp thì những nghiệp đã tạo cũng không mất, khi gặp nhân duyên thì cũng phải nhận chịu quả báo. Cho nên chỉ cần chúng ta còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng. Những việc thiện ác đã tạo ra giống như trò chơi boomerang vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở về lại với chúng ta. Trong Thánh Vịnh Tập của Thiên Chúa Giáo có dạy, những hành vi hung ác sẽ trở về lại chính chúng ta, sự hung bạo của một người sẽ giáng xuống đầu của chính họ. Trong Châm Ngôn
và Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có câu: kẻ ác sẽ bị chính sự ác nghiệp của mình bủa dây bắt giữ, tội ác do họ làm ra như sợi dây thừng sẽ quấn chặt lấy họ. Sách La Mã Thư Hòa Hợp Bản có câu: dựa trên hành vi của mỗi người mà Thượng Đế sẽ có sự đáp trả. Trong Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo có câu: kẻ đào đào hố, kẻ đó tất sẽ tự rớt vào. Kẻ đào lăn đá, tảng đá sẽ lăn lên trên thân thể của kẻ đó. Trong Kinh Pháp Cú của Phật giáo có câu: với tâm ý ô nhiễm, lời nói hay hành động khổ não bước theo sau, tự như cái bánh xe theo chân con vật kéo. Và câu: với tâm ý thanh tịnh, lời nói hay hành động an vui bước theo sau, như bóng không rời hình. Trong Kinh Hagavan của Ấn Độ giáo có dạy: ai ai cũng phải chịu hậu quả từ chính hành vi của mình. Thứ tư là biến dị nhi thục, tức là từ lúc gieo nhân cho đến khi hái quả sẽ có sự thay đổi về mức độ hậu quả. Thiện nghiệp và ác nghiệp không thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Những thiện nghiệp mình tạo sau này sẽ được cộng vào nhân thiện mình đã gieo trước đây. Chúng có thể ức chế nhân ác đã gieo trước đó. Cũng như đối với ác nghiệp, sau khi đã gieo nhân ác, nếu như vẫn tiếp tục tạo ác, cái nhân ác này tương lai kết thành quả ác sẽ còn nặng nề hơn trước. Ngược lại, nếu như sau khi tạo ác, người đó nỗ lực hành thiện tích đức, thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhận ác quả trong tương lai. Cũng như vậy, sau khi gieo nhân thiện, nếu như tiếp tục tu thiện, thiện quả sẽ càng tốt đẹp. Còn nếu như tạo ác, thì sẽ ảnh hưởng xấu lên thiện quả. Chính vì sự ảnh hưởng qua lại của nhân thiện và nhân ác, nên vận mệnh của con người có thể thay đổi được. Cũng như trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo có nói: nếu như trong quá khứ đã từng làm chuyện ác, sau biết hối cải, bỏ việc ác không làm, một lòng hành thiện, không bao lâu những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến. Đó là chuyển hòa thành phúc. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1600 Tây Lịch là lời dạy của Viên Liễu Phàm tiên sinh. Ông đã tường thuật một cách tường tận nguyên lý và quá trình ông chuyển đổi vận mạng, là một cuốn sách tuyệt vời. Số mạng của ông vốn là không có công danh, cũng không có con kế tục. Thông qua quá trình nỗ lực sửa lỗi tu thiện, sau cùng ông đã thi đậu công danh và có con nối dõi. Thậm chí tuổi thọ của mình từ 53 tuổi kéo dài đến 74 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian đó, có một vị tiên sinh khác tên là Du Tịnh Ý. Ông rất có tài, trước mặt mọi người ông làm rất nhiều việc thiện, nhưng lời nói của ông không tốt, đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng. Kết quả vận số của ông càng ngày càng xấu, không những không thi đậu công danh, mà bốn người con trai và ba người con gái của ông đều chết yểu. Đứa con trai còn lại của ông thì đi lạc không trở về. Vợ ông vì khóc lóc đau thương đến nỗi mù cả đôi mắt. Còn lại đứa con gái duy nhất thì bị bệnh thần kinh. Gia đình lâm vào cảnh không kế sanh nhai. Sau đó ông được táo thần chỉ ra lỗi sai, toàn là do ý ác của ông quá nặng. Ông làm việc thiện không phải là thật lòng làm. Do đó ông đã hết lòng hối cải lỗi của mình, thật tâm tu thiện. Trong vòng 3 năm số mạng của ông đã có thay đổi lớn. Ông đã thi đậu được công danh, tìm lại được con trai, mắt của vợ ông sáng trở lại, tất cả người trong nhà đều an hưởng cuộc sống phước thọ khang ninh.
một trong những vị độc hương của ông, đã ghi chép lại câu chuyện này thành cuốn Du Tình Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, nhằm để cảnh tỉnh người đời sau. Câu chuyện này phù hợp với lời trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói: phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Mỗi ngày làm ba điều thiện này, 3 năm sau trời sẽ giáng phúc cho. Rủi cho ai nói lời ác, nghĩ ác và làm ác, một ngày làm ba điều ác này, 3 năm sau trời sẽ giáng họa cho. Thứ năm, nhân nhỏ quả lớn. Nhân rất là nhỏ, nhưng nó có thể kết thành quả rất lớn. Việc này giống như một hạt dưa hấu rất nhỏ được gieo vào đất, tương lai sẽ cho ra trái dưa hấu rất lớn. Trong sách Thượng Thư có viết: làm điều thiện trời sẽ ban cho 100 điều lành, làm điều bất thiện trời sẽ giáng cho 100 tai ương. Kinh Koran có nói: người làm một việc thiện sẽ được báo đáp gấp 10 lần, kẻ làm một việc ác chỉ bị sự trừng phạt tương đương như vậy. Thậm chí trong nhà Phật còn có câu nói là: xả một mà được vạn lần. Đều là những thí dụ chứng minh cho nhân nhỏ mà quả lớn. Vì sao lại có hiện tượng nhân nhỏ quả lớn này? Bởi vì tạo nghiệp chủ yếu dựa trên ý niệm. Ý niệm hình thành rất là nhanh. Trên kinh Bồ Tát Sử Thai của Phật giáo có nói: trong một khẩy móng tay có đến 3.200 tỷ ức ý niệm. Niệm niệm thành hình, mỗi hình đều có thức. Chính là vì tốc độ của tâm niệm nhanh như vậy, trong một thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều nghiệp nhân. Tương lai những nghiệp nhân này đều sẽ kết thành quả báo, cho nên quả báo sẽ được tích lũy rất nhiều. Đến lúc thọ báo thì mức độ sẽ tăng lên rất nhiều. Một thể hiện khác của nhân nhỏ quả lớn là một nhân sẽ chiêu cảm đến 3 loại hoa báo: quả báo và dư báo. Tất cả những hành vi thiện ác nếu như tương đối nặng thì ngay trong đời này báo ứng sẽ hiện hiện, gọi là hiện thế báo hoặc là hoa báo. Hoa báo chưa phải là quả báo nặng nhất, mà nặng nề mạnh mẽ nhất là quả báo, thông thường xảy ra ở đời sau. Ngoài việc này ra còn có dư báo lâu xa trong tương lai, giống như hiện tượng dư sống vậy. Hơn nữa quả phúc còn có thể lưu lại cho con cháu. Như trong kinh dịch có nói: nhà tích điều thiện ắt thừa niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt lắm tai ương. Đây là thuộc về dư báo. Chính bởi vì nhân nhỏ mà quả lớn, nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người đã thấu suốt, biết được sau khi gieo nhân ác thì quả báo tương lai vô cùng đáng sợ, cho nên hết sức cẩn thận, không dám tạo ác nhân. Còn như có ác báo thì đó là các ác nghiệp đời quá khứ của chính mình đã tạo ra, sau khi thọ lãnh thì đã trả xong. Quả báo thật sự không đáng sợ. Vì vậy Bồ Tát có thể an nhiên thọ báo, không vì thế mà sanh phiền não. Nhưng phàm phu thì mê hoặc điên đảo, chỉ biết rằng ác báo rất đáng sợ, nên ra sức trốn tránh ác báo, mà không biết là phải ngừng tạo nhân ác thì mới có thể thực sự tránh được quả báo ác. Đến lúc người đó thọ nhận ác báo, nội tâm khởi lên phiền não, tiếp tục tạo ác nghiệp, cho nên sau cùng kết cục của người đó vô cùng đáng sợ, chịu khổ không biết đến bao giờ. Người này Phật Bồ Tát gọi là kẻ đáng thương xót. Vừa rồi
tôi đã tóm lược trích dẫn những khái niệm về quy luật nhân quả, cung cấp cho mọi người tham khảo. Nếu con người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả thì sẽ không dám tạo ác mà sẽ tích cực hành thiện. Cho nên có một học giả đời nhà Thanh, Trung Quốc, là tiên sinh Chu An Sĩ đã nói: người người tin nhân quả, đất nước sẽ được đại trị. Người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn. Tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoằng dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền, truyền lại có thể thúc đẩy sự tịnh hóa nhân tâm, xã hội hài hòa, tiến đến đạt được hòa bình thế giới. Đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên. Tri ân báo ân cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta. Thứ nhất, nhân và quả tương ưng với nhau. Tính chất của nhân quả là tương đồng. Trồng thiện nhân nhất định sẽ có quả báo thiện, gieo ác nhân nhất định sẽ có quả báo ác, không hề lẫn lộn. Bộ lịch sử cổ nhất ở Trung Quốc là sách Thượng Thư có viết: người có lòng nhân ái, ắt sẽ gặp điều may. Kẻ thích việc xấu xa, ắt gặp sự hung hiểm. Như bóng đi theo hình, như tiếng vọng theo âm. Tương tự như vậy trong sách Châm Ngôn Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc giáo có vậy: hòa quảng đi theo kẻ ác, nghĩa nhân sẽ được thiện báo. Trong sách Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái giáo cũng có nói: người nhân nghĩa không gặp quả hại, kẻ ác thì chịu đầy tai ách. Trong sách Mahabharata của Ấn Độ giáo có nói: không có người nào hành thiện mà gặt quả báo xấu cả. Kinh Koran của Hồi giáo nói: người hành thiện tự sẽ được lợi ích, kẻ làm ác tự sẽ thọ quả hại. Thứ hai, trải qua thời gian mới kết thành quả. Từ nhân đi đến quả cần phải trải qua một khoảng thời gian. Giống như gieo hạt giống, sau khi gieo xong phải trải qua một thời gian mới thành cây, rồi mới ra hoa kết trái, không thể lập tức có quả ngay được. Cùng một đạo lý như vậy, khi người làm điều thiện hay điều ác, không thể ngay lập tức được thiện báo hay thọ ác báo, bắt buộc phải trải qua một thời gian tương đối dài thì quả báo mới hiện rõ. Rất nhiều người không tin nhân quả là vì không hiểu rõ nguyên lý này. Người ta thường nhìn thấy người tốt không được quả báo tốt, còn người ác thì không bị quả báo xấu. Thậm chí là người tốt còn bị quả báo xấu, trong khi người ác lại được hưởng điều tốt. Rồi họ phủ nhận nhân quả báo ứng. Kỳ thực đây chỉ là cái nhìn thiển cận của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn một phạm vi thời gian dài hơn, vài năm hoặc mấy mươi năm, thì sẽ thấy rất rõ ràng nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên có câu: không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thiện ác đến sau cùng đều có quả báo, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Như tôi đã từng đề cập, có một số người tốt lại gặp chuyện không may. Kỳ thực đó là vì ác nhân mà trước đây họ gieo, nó đã chín mùi trước rồi, cho nên họ nhận quả báo xấu trước. Con người làm ác lại được điều tốt đẹp là vì nhân thiện mà họ đã gieo trước đây, trổ quả trước, nên họ hưởng quả báo tốt trước. Trải qua một thời gian, sau khi những nghiệp báo cũ đã tiêu tan hết rồi, nghiệp báo mới sẽ hiện tiền. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nhân và quả thật sự là tương ưng. Đầu thế kỷ trước, ở Thượng Hải có một người rất giàu có, thích bố thí hành thiện, làm rất nhiều việc từ thiện. Nhưng đến lúc lâm chung,
rất là thống khổ. Sau khi chết cũng bị đọa vào nơi không tốt. Mọi người nhìn thấy thì hoài nghi nhân quả báo ứng có sai sót. Sau đó phát hiện người nhà giàu này lúc sanh tiền làm quan trong triều đình, ông đã từng tham ô tiền triều đình, chẩn tay cứu dân bị đói, khiến cho rất nhiều người dân dùng thiên tai chịu bất hạnh chết vì đói. Ác nghiệp này vô cùng nặng, nên những việc làm từ thiện của ông sau này không thể nào bù đắp nổi. Đến khi ông ta lâm chung, ác nghiệp đã chín mùi, cho nên đã sản sinh ra báo ác. Thứ ba, nghiệp lực bất hoại, nhân đã gieo không bao giờ hư hoại. Cho dù trải qua thời gian bao lâu thì cũng phải có lúc nó sẽ kết thành quả. Sau khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác, cái nhân thiện ác hay còn gọi là chủng tử vẫn còn lưu lại ở trong tâm, không bị biến mất nửa chừng. Nghiệp thiện và ác cũng không thể triệt tiêu nhau, nhất định phải đến khi kết thành quả báo thiện ác thì nghiệp lực này mới tiêu mất. Trong kinh Đại Bảo Tích của nhà Phật có câu: dù cho trải qua trăm kiếp thì những nghiệp đã tạo cũng không mất, khi gặp nhân duyên thì cũng phải nhận chịu quả báo. Cho nên chỉ cần chúng ta còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng. Những việc thiện ác đã tạo ra giống như trò chơi boomerang vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở về lại với chúng ta. Trong Thánh Vịnh Tập của Thiên Chúa Giáo có dạy: những hành vi hung ác sẽ trở về lại chính chúng ta, sự hung bạo của một người sẽ giáng xuống đầu của chính họ. Trong Châm Ngôn và Hòa Hợp Bản của Cơ Đốc Giáo có câu: kẻ ác sẽ bị chính sự ác nghiệp của mình bủa dây bắt giữ, tội ác do họ làm ra như sợi dây thừng sẽ quấn chặt lấy họ. Sách La Mã Thư Hòa Hợp Bản có câu: dựa trên hành vi của mỗi người mà Thượng Đế sẽ có sự đáp trả. Trong Thánh Kinh Châm Ngôn của Do Thái Giáo có câu: kẻ nào đào hố, kẻ đó tất sẽ tự rớt vào. Kẻ nào lăn đá, tảng đá sẽ lăn lên trên thân thể của kẻ đó. Trong Kinh Pháp Cú của Phật Giáo có câu: với tâm ý ô nhiễm, lời nói hay hành động, khổ não bước theo sau, tựa như cái bánh xe theo chân con vật kéo. Và câu: với tâm ý thanh tịnh, lời nói hay hành động, an vui bước theo sau, như bóng không rời hình. Trong Kinh Ha Ga Văn của Ấn Độ Giáo có dạy: ai ai cũng phải chịu hậu quả từ chính hành vi của mình. Thứ tư là biến dị nhi thục, tức là từ lúc gieo nhân cho đến khi hái quả sẽ có sự thay đổi về mức độ hậu quả. Thiện nghiệp và ác nghiệp không thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Những thiện nghiệp mình tạo sau này sẽ được cộng vào nhân thiện mình đã gieo trước đây. Chúng có thể ức chế nhân ác đã gieo trước đó. Cũng như đối với ác nghiệp, sau khi đã gieo nhân ác, nếu như vẫn tiếp tục tạo ác, cái nhân ác này tương lai kết thành quả ác sẽ còn nặng nề hơn trước. Ngược lại, nếu như sau khi tạo ác, người đó nỗ lực hành thiện tích đức thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhận ác quả trong tương lai. Cũng như vậy, sau khi gieo nhân thiện, nếu như tiếp tục tu thiện, thiện quả sẽ càng tốt đẹp. Còn nếu như tạo ác thì sẽ ảnh hưởng xấu lên thiện quả. Chính vì sự ảnh hưởng qua lại của nhân thiện và nhân ác nên vận mệnh của con người có thể thay đổi được. Cũng như trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo có nói:
Nếu như trong quá khứ đã từng làm chuyện ác, sao biết hối cải, bỏ việc ác không làm, một lòng hành thiện, không bao lâu những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến. Đó là chuyển họa thành phúc. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1600 Tây Lịch là lời dạy của Viên Liễu Phàm tiên sinh. Ông đã tường thuật một cách tường tận nguyên lý và quá trình ông chuyển đổi vận mạng, là một cuốn sách tuyệt vời. Số mạng của ông vốn là không có công danh, cũng không có con kế tục. Thông qua quá trình nỗ lực sửa lỗi tu thiện, sau cùng ông đã thi đậu công danh và có con nối dõi. Thậm chí tuổi thọ của mình từ 53 tuổi kéo dài đến 74 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian đó, có một vị tiên sinh khác tên là Du Tịnh Ý. Ông rất có tài, trước mặt mọi người ông làm rất nhiều việc thiện, nhưng lời nói của ông không tốt, đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng. Kết quả vận số của ông càng ngày càng xấu, không những không thi đậu công danh, mà bốn người con trai và ba người con gái của ông đều chết yểu. Đứa con trai còn lại của ông thì đi lạc không trở về. Vợ ông vì khóc lóc đau thương đến nỗi mù cả đôi mắt. Còn lại đứa con gái duy nhất thì bị bệnh thần kinh. Gia đình lâm vào cảnh không kế sanh nhai. Sau đó ông được táo thần chỉ ra lỗi sai, toàn là do ý ác của ông quá nặng. Ông làm việc thiện không phải là thật lòng làm. Do đó ông đã hết lòng hối cải lỗi của mình, thật tâm tu thiện. Trong vòng 3 năm số mạng của ông đã có thay đổi lớn. Ông đã thi đậu được công danh, tìm lại được con trai, mắt của vợ ông sáng trở lại, tất cả người trong nhà đều an hưởng cuộc sống phước thọ khang ninh. Một trong những vị đồng hương của ông đã ghi chép lại câu chuyện này thành cuốn Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, nhằm để cảnh tỉnh người đời sau. Câu chuyện này phù hợp với lời trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói: phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Mỗi ngày làm ba điều thiện này, 3 năm sau trời sẽ giáng phúc cho. Rủi cho ai nói lời ác, nghĩ ác và làm ác. Một ngày làm 3 điều ác này, 3 năm sau trời sẽ giáng họa cho. Thứ năm, nhân nhỏ quả lớn. Nhân rất là nhỏ, nhưng nó có thể kết thành quả rất lớn. Việc này giống như một hạt dưa hấu rất nhỏ được gieo vào đất, tương lai sẽ cho ra trái dưa hấu rất lớn. Trong sách Thượng Thư có viết: làm điều thiện trời sẽ ban cho 100 điều lành, làm điều bất thiện trời sẽ giáng cho 100 tai ương. Kinh Koran có nói: người làm một việc thiện sẽ được báo đáp gấp 10 lần, kẻ làm một việc ác chỉ bị sự trừng phạt tương đương như vậy. Thậm chí trong nhà Phật còn có câu nói là: xả một mà được vạn lần. Đều là những thí dụ chứng minh cho nhân nhỏ mà quả lớn. Vì sao lại có hiện tượng nhân nhỏ quả lớn này? Bởi vì tạo nghiệp chủ yếu dựa trên ý niệm. Ý niệm hình thành rất là nhanh. Trên kinh Bồ Tát Sử Thai của Phật giáo có nói: trong một khẩy móng tay có đến 3.200 tỷ ức ý niệm. Niệm niệm thành hình, mỗi hình đều có thức. Chính là vì tốc độ của tâm niệm nhanh như vậy, trong một thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều nghiệp nhân. Tương lai những nghiệp nhân này đều sẽ kết thành quả báo, cho nên quả báo sẽ được tích lũy rất nhiều. Đến lúc thọ báo thì mức độ sẽ tăng lên rất nhiều. Một thể hiện khác của nhân nhỏ quả lớn là một nhân sẽ chiêu cảm đến 3 loại hoa báo:
quả báo và dư báo. Tất cả những hành vi thiện ác nếu như tương đối nặng thì ngay trong đời này báo ứng sẽ hiện hiện, gọi là hiện thế báo hoặc là hoa báo. Hoa báo chưa phải là quả báo nặng nhất, mà nặng nề mạnh mẽ nhất là quả báo thông thường xảy ra ở đời sau. Ngoài việc này ra còn có dư báo lâu xa trong tương lai, giống như hiện tượng dư sống vậy. Hơn nữa quả phúc còn có thể lưu lại cho con cháu. Như trong kinh dịch có nói, nhà tích điều thiện ắt thừa niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt lắm tai ương. Đây là thuộc về dư báo. Chính bởi vì nhân nhỏ mà quả lớn, nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người đã thấu suốt, biết được sau khi gieo nhân ác thì quả báo tương lai vô cùng đáng sợ, cho nên hết sức cẩn thận, không dám tạo ác nhân. Còn như có ác báo thì đó là các ác nghiệp đời quá khứ của chính mình đã tạo ra, sau khi thọ lãnh thì đã trả xong. Quả báo thật sự không đáng sợ. Vì vậy Bồ Tát có thể an nhiên thọ báo, không vì thế mà sanh phiền não. Nhưng phàm phu thì mê hoặc điên đảo, chỉ biết rằng ác báo rất đáng sợ, nên ra sức trốn tránh ác báo, mà không biết là phải ngừng tạo nhân ác thì mới có thể thực sự tránh được quả báo ác. Đến lúc người đó thọ nhận ác báo, nội tâm khởi lên phiền não, tiếp tục tạo ác nghiệp, cho nên sau cùng kết cục của người đó vô cùng đáng sợ, chịu khổ không biết đến bao giờ. Người này Phật Bồ Tát gọi là kẻ đáng thương xót. Vừa rồi tôi đã tóm lược trích dẫn những khái niệm về quy luật nhân quả, cung cấp cho mọi người tham khảo. Nếu con người thật sự hiểu rõ được quy luật nhân quả thì sẽ không dám tạo ác, mà sẽ tích cực hành thiện. Cho nên có một học giả đời nhà Thanh, Trung Quốc, là tiên sinh Chu An Sĩ đã nói: người người tin nhân quả, đất nước sẽ được đại trị. Người người không tin nhân quả thì đất nước sẽ đại loạn. Tôi hy vọng thông qua việc học tập và hoằng dương giáo dục nhân quả của cổ thánh tiên hiền, truyền lại có thể thúc đẩy sự tịnh hóa nhân tâm, xã hội hài hòa, tiến đến đạt được hòa bình thế giới. Đây chính là cách làm tốt nhất để cảm niệm ân đức của tổ tiên, tri ân báo ân, cũng chính là thành quả thu hoạch lớn nhất của hoạt động đại lễ tế tổ của chúng ta. Hy vọng mọi người hãy cùng nỗ lực. Sau cùng tôi chúc mọi người thân tâm an khang, sáu thời cát tường, pháp hỷ sung mãn, quang thọ vô lượng. Cảm ơn mọi người.